là tiếng Anh hay tiếng Trung, nhưng mà thầy tất nhiên là không nói được tiếng Việt, và thầy giới thiệu với các anh chị Hiền sẽ là giáo viên dạy tiếng Việt của thầy. Some of you, I think I can recognize you, but I don't know what's your name. You see, you're coming from all the way from Hanoi. I think you should deserve a big, big round of applause. Và tôi nhìn khuôn mặt của các anh chị thì có rất nhiều khuôn mặt tôi thấy rất là quen thuộc. Tuy nhiên là tôi không nhớ được hết tên các anh chị, nhưng mà các anh chị tôi biết đã đến từ tận thủ đô Hà Nội về Hải Phòng, đúng không ạ? Và tất cả các anh chị xứng đáng một tràng pháo tay thật lớn cho chính mình. Time I'm here, Haiphong, and I do not know Haiphong is the city is such a good city, you know, a lot of people. I think this is a very good market for every business. Và đây là lần đầu tiên mà tôi có mặt tại Hải Phòng, và trước khi tôi đến thì tôi không biết Hải Phòng là một thành phố tuyệt vời như vậy, và tôi tin tưởng chắc chắn đây là một thị trường rất tiềm năng của Amway. So you also spend some time here to build the business. But trust me. Because people here, they have purchasing power very strong. I think you can build the business. Nên là các anh chị hãy tin tôi, các anh chị hãy dành thời gian cho Hải Phòng, bởi vì đây là một thị trường rất tiềm năng để chúng ta có thể phát triển. Okay, I'd like to salute you because of your commitment to come and attend this seminar. You're fantastic because you are 12% and above, right? So let me give you a big, big round of applause. You are fantastic. Và tôi muốn dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các anh chị có mặt trong buổi trường ngày hôm nay, bởi vì các anh chị xứng đáng với điều đó. Looking at you is remind me and recall me when I build a business, just like you at 12%. Then slowly I move up. So to this morning, I'm going to share with you some of my past experience. Okay, to remind you. How I build the business to emerald diamond. Okay, there's a few key points very important. Và các anh chị ở đây thì tất cả chúng ta đều từ 2% trở lên, đúng không ạ? Và các anh chị làm tôi nhớ lại những năm tháng mà tôi cũng đã giống như các anh chị, tôi cũng đã từ 12% để đi lên emerald hay diamond. Và ngày hôm nay, bởi vì sự có mặt của các anh chị, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số những bí quyết để làm thế nào từ 12% tôi bước lên được emerald và lên diamond. Very important, you know, before you learn the skill, one thing is that when you do MA business, make sure that you stick to the MA business, regardless whether you have result or not result. Persistence, stay long enough in MA, it will help you to see a deeper look, take a deeper look to see MA, okay? Và cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị trước khi đến cái phần những cái phương pháp hay kỹ năng, thì điều quan trọng hơn hết đó chính là sự kiên định của chúng ta gắn kết với Amway. Cho dù các anh chị đã có kết quả hay chưa có kết quả thì chúng ta vẫn phải kiên định gắn kết với môi trường Amway và liên tục đi cùng với Amway. Is it my experience tell me? My experience told me that, you know, that the people who stay enough in the Amway business, persistent enough, they are going to be even not even diamond crown. Và với kinh nghiệm của tôi suốt hơn 30 năm làm cùng với Amway, thì tất cả những người kiên định, kiên trì thì cùng với Amway lâu dài cùng với Amway, thì họ không chỉ là diamond của Amway mà họ sẽ trở thành crown ambassador của Amway. Okay, what is Amway? Và Amway là gì? So Rich, our co-founder, there are a lot of statements talking about Amway business. I think when we really want to learn the skill of building the Amway business, I prefer to learn from Rich DeVos, Jeremy Randall, and even and Fu Hao Kien, right? Of course, as well as Alan Crown Ambassador, because they are really a person who are professional enough and they have a good perception and know what to do about the Amway business. Và Amway là gì thì ngài đồng sáng lập của chúng ta, ngài Rick DeVos, có rất nhiều những
cái khẳng định cái định nghĩa về Amway. Và khi mà tôi muốn học hỏi làm Amway như thế nào ấy, thì điều đầu tiên tôi ưu tiên đó là học hỏi từ Rick DeVos, từ Jay Vanano và từ Crown Master của tôi, đó chính là Ngài Phương Hồng Kiên. Bởi vì họ là những người có những nhận thức, những kiến thức và những kinh nghiệm rất là dày dặn để có thể thành công được cùng với Amway. Now this was always having the belief and see the great potential of people. Và Ngài Rick DeVos thì luôn luôn nhấn mạnh về niềm tin và vào sự tiềm năng của con người trong mỗi chúng ta. Because every business we are dealing with people, the people are the resources of our business. Bởi vì Amway là chúng ta xây dựng con người và con người chính là nguồn lực của nền kinh doanh của chúng ta. No people, no business. Không có con người thì không có kinh doanh. It says that you know, MA is a business you build people and the people build the business. Và Ngài Rick DeVos đã từng nói là Amway là một sự nghiệp kinh doanh, là chúng ta xây dựng con người để con người phát triển sự nghiệp kinh doanh. So every one of us here, you know, we play a very important role as being a leaders of Amway. Và bởi vậy nên mỗi chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có một vai trò rất quan trọng bởi vì chúng ta là lãnh đạo của Amway. And believe me, potential, the belief, the confidence, everything can be built by human being. Và các anh chị hãy tin tôi rằng tất cả mọi điều từ tiềm năng, niềm tin và năng lực, tất cả đều có thể xây dựng bởi con người. I'm a life experience. Before I join MBA, I don't like to talk. I'm a very quiet person, you know. And I have not much friends, but because of the MBA business, step by step, then years by years, and I make my crown president. Và tôi cũng là một minh chứng rất là rõ rệt cho mọi người cái việc xây dựng con người này, bởi vì tôi trước khi làm Amway là một người sống rất là nội tâm và ít nói và rất ít bạn bè. Nhưng mà sau khi gia nhập Amway thì tôi đã từng ngày thay đổi, từng năm thay đổi, và cho đến khi tôi thì hiện nay đã trở thành crown president của Amway. The MA business like 12% and 15%, and you know some of them because of the and then go up to DD, you know, and the business stagnant because they thought MA is a slow income business. À, có rất nhiều người á làm Amway lên từ 12%, 15% silver rồi lên bạch kim, và họ có thể dừng không làm Amway nữa bởi vì họ cho rằng là Amway là một công việc kinh doanh rất là kiếm tiền rất là chậm, có nghĩa phát triển rất là chậm. But you say Amway is a slow income business, I can tell you I agree. Agree in the sense that in the beginning. Và nếu mà các anh chị cũng khẳng định Amway là một công việc kiếm tiền chậm thì tôi cũng đồng ý với các anh chị, nhưng mà chỉ là thời gian đầu thôi. Any of the business in the world that you need times. Bất kỳ một kinh doanh nào trên thế giới này chúng ta đều cần thời gian, đúng không ạ? Like conventional business, you need times to accumulate the customers, you know. You have to do a lot of things in order to build a solid background in order the business to grow, as well as Amway too. Và tất cả các công việc kinh doanh đều như vậy, chúng ta cần thời gian để tích lũy khách hàng, để tích lũy nguồn lực, để tích lũy kinh nghiệm, để sau đó chúng ta mới có thể tăng trưởng được, và Amway không ngoại trừ khỏi cái quy luật đó. Why others conventional business, you know, when they build a business in the beginning it was slow, but later they become fast, they become big. But when they likewise in the MA business, they come in, they cannot accept the slow, but actually the same. Nhưng mà tại sao tất cả công việc kinh doanh bên ngoài kia đều trải qua cái quá trình, cái quy luật là thời gian đầu chúng ta sẽ phải bắt xây dựng nền tảng nên nó chậm và sau đó chúng ta mới có thể phát triển được. Nhưng mà rất nhiều người khi vào kinh doanh của Amway lại không thể chấp nhận được cái sự thật đó. That's the reason why a lot of people are they cannot concentrate in the business. So it's easy, very easy for people to sidetrack and did a lot of destruction, you know, attraction, you know, to move their faith, you know, to, you know, affect their faith, confidence, then they leave the MA business. Đó chính là lý do tại sao mà người ta không chấp nhận được cái việc chậm đó, và sau một thời gian người ta dừng lại và có thể ra khỏi cái hệ thống kinh doanh của Amway, bởi vì họ mất đi sự tập trung, họ mất đi niềm tin, và từ đó họ mất đi cái động lực để tiếp tục kinh doanh của mình. So before I carry on with you with my experience, let me put it this. You have, if you think Amway is worth it, is valuable for you to build up the business,
stick to it. Don't let go the business. That's first thing. Nên là trước khi tôi chia sẻ những cái bí quyết của mình ấy, thì cái điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh và muốn trao gửi với các anh chị đó là nếu anh chị thấy kinh doanh Amway là xứng đáng, là giá trị của anh chị theo đuổi, thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải gắn chặt với công việc kinh doanh này, nhất định không được rời bỏ. Many people ask me, Stephen, how can you tell me some tips how you build this career to the international market and you are doing so well and then you become crown ambassador? I told you one thing, stick with the business and spend enough time for it. Và rất là nhiều người đã từng hỏi tôi là Steve, làm thế nào mà ông có thể xây dựng được sự nghiệp Amway lớn mạnh đến vậy, có thể phát triển Amway trên toàn cầu và có thể trở thành Crown Ambassador của Amway. Thì tôi một điều duy nhất tôi chia sẻ đó chính là hãy phải gắn chặt với công việc kinh doanh này, không rời bỏ, và thứ hai là dành đủ thời gian cho nó. So in the Amway business, you know, slow can become fast. Và công việc kinh doanh Amway lúc đầu chậm và có thể trở thành nhanh. So I'm going to share with you, you know, the Amway business, the build this business slow, but later on fast, fast and sustainable. That's important. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị là công việc kinh doanh Amway thời gian đầu sẽ chậm, nhưng sau đó khi mà bắt đầu nền tảng xây dựng xong sẽ nhanh và bền ổn và bền vững. So there are three elements. The three fundamentals, I would say the three elements in the Amway business. Có ba cái yếu tố quan trọng trong công việc kinh doanh Amway. Since Amway is a people business, number one, we have to bring in new customers, new MBO. Anh nhá, yếu tố đầu tiên quan trọng đó là chúng ta phải có nhà phân phối mới. And number two, we have to keep the old MBO. Và cái yếu tố thứ hai đó chính là lưu giữ được nhà phân phối này của chúng ta. And the third step, we have to build our MBO to become the leaders. Và cái điều thứ ba đó chúng ta phải huấn luyện và xây dựng những nhà phân phối của chúng ta trở thành lãnh đạo. Now I'm talking about new MBO. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những khách hàng mới, những nhà phân phối mới. One thing you gotta make it very clear. Một điều mà các anh chị phải rất là rõ ràng. Not all of the people wanted to become successful in MBA career. Đó là không phải tất cả mọi người chúng ta gặp, chúng ta bảo trợ họ đều mong muốn trở thành nhà phân phối thành công trong công việc kinh doanh Amway. But I'm assure you, all of the people did wanted to use shampoo, you know, products, consumer products, are the necessary things they have to use basically. Nhưng mà có một điều mà tôi chắc chắn rằng là tất cả mọi người đều mong muốn được sử dụng những sản phẩm thiết yếu mà Amway cung cấp với chất lượng cao đó. So when people, new people coming in, we allow them to choose. Nên là khi những người mới vào với hệ thống của chúng ta ấy, chúng ta cho phép họ lựa chọn. Whether they want to become the customers as an MBO or they want to build the business. Là họ muốn trở thành khách hàng tiêu dùng của Amway hay họ muốn trở thành nhà phân phối. Amway is a free enterprise business. You cannot force anyone to do. Nên là khi mà chúng ta xem họ cần cái gì thì chúng ta sẽ biết họ sẽ phải làm gì với họ. Well, some of them will do it, some of them will not. Có những người thì họ làm, có những người họ sẽ không làm. You see, we spend time with the people who want to build the business. Và các anh chị thấy không, nếu mà chúng ta dành thời gian cho những người mà người ta muốn xây dựng công việc kinh doanh, then we allow our MBO who are not willing to build the business to use the product correctly and use the product happily. Còn những người mà không muốn kinh doanh thì chúng ta hướng dẫn họ sử dụng sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả và hạnh phúc, đúng không ạ? Vui vẻ. So many people fail in the business, especially 12% and 15%, and they bring in new people. Their mindset is that want them to build a business, want them to become successful, but not because of you want it. It's actually the MBO decided whether he wanted to be a successful leader or not, successful MBA entrepreneur or not. Và khi mà chúng ta có những nhà phân phối lên 12%, 15%, đúng không ạ? Thì chúng ta mong muốn dẫn dắt họ, giúp đỡ họ để họ trở thành những lãnh đạo thành công của Amway. Nhưng cái điều đấy, mong muốn đấy phải xuất phát từ chính bản thân họ muốn trở thành những lãnh đạo thành công của Amway thì họ mới có thể làm được, không phải là chúng ta mong muốn. But in the matter of the fact is that most of the people coming in,
are not ready to build the business yet. They wanted to try or they wanted to use the products. Nhưng mà trên thực tế thì hầu hết những người khi mà mới gia nhập của Amway thì họ chưa sẵn sàng để trở thành nhà phân phối thành công của Amway, mà họ chỉ muốn thử, đúng không? Họ muốn sử dụng sản phẩm. As long as we know, take our responsibility to help the MBO to use the product correctly, happily, who knows him? He are not decided to do the business, but later on they changed their mind and wanted to build the business. Nhưng mà nếu mà chúng ta chăm sóc họ tốt, cho họ sử dụng sản phẩm một cách chính xác, chuẩn và hiệu quả, thì biết đâu đấy sau này họ sẽ thay đổi và họ mong muốn trở thành nhà phân phối cùng với chúng ta. Is most of the people did they give up the business because they are too concerned about the people coming must do the business. If they don't do, that means the business and the plan is not work. Actually, it's wrong. Nên có rất nhiều người mà bỏ cuộc với Amway là bởi vì họ nghĩ rằng tất cả những người vào gia nhập với Amway là họ sẽ phải trở thành nhà phân phối thành công của Amway, và nếu mà họ không làm, nhiều người không làm được, thì họ cho rằng là cái kế hoạch này là không có khả thi và họ không muốn làm tiếp nữa. Điều đấy hoàn toàn sai lầm. And 38 years experience told me that people who use the product and love the product and finally they are the people who make the business very successful. Và kinh nghiệm suốt 38 năm kinh doanh cùng với Amway của tôi cho thấy rằng tất cả những người mà sử dụng sản phẩm Amway, yêu thích sản phẩm Amway, thì họ sẽ trở thành những người xây dựng công việc kinh doanh này rất là thành công. And many high-paying successful leaders in the beginning, they are customers. Và hầu hết những người mà là lãnh đạo thành công của Amway thì họ bắt đầu đều là những khách hàng của Amway. So as a leader spirit of 12% and 15% we should enjoy serving our customers, right? Even though they are not actively involved with the center meeting or activities. Và chúng ta đang là những lãnh đạo 12-15% thì chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ khách hàng, khi chăm sóc khách hàng của chúng ta. Cho dù những khách hàng đấy họ không đến văn phòng để đi học, họ không đến tham dự các buổi hội họp, nhưng họ đang sử dụng sản phẩm của Amway, chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi phục vụ họ. It's good to have some of the customers, the lawyer, the customer, and even though we don't have leaders, we can still starting to recruit or sponsoring the new people. Và chúng ta có những khách hàng trung thành và chúng ta phục vụ họ mỗi ngày, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Và cho dù chúng ta vẫn chưa có những nhà phân phối lãnh đạo trong hệ thống của mình, chúng ta vẫn liên tục hạnh phúc để đi tuyển dụng những nhà phân phối mới, đúng không? The product is so good, I think sponsoring is no problem. Only thing is our mindset. When we go and see our prospect, we will consider, well, I was worried that he don't do it. I think that he will not do it. But we change a little bit of this mindset. You say, hey, our product is so good. Even though he don't do, he can be a user. Và sản phẩm của chúng ta chất lượng rất là tuyệt vời, nên tôi nghĩ nếu mà để tìm kiếm khách hàng với Amway nó không khó. Nhưng mà cái điều khó ở đây là chúng ta hay có trong cái tư tưởng của mình ấy, là mình nghĩ rằng cái người này ấy, họ mình muốn tuyển dụng họ làm nhà phân phối mà họ chắc là họ không làm được, họ không làm được đâu, và chúng ta sẽ cảm thấy nản, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần thay đổi cái tư duy là chúng ta tuyển dụng họ là khách hàng, sản phẩm của chúng ta quá là tốt nên chắc chắn họ sẽ thích cái sản phẩm của mình. So your perception is correct. Thì cái quan niệm tôi là you will be continue to do sponsoring. Và bởi khi mà quan niệm của chúng ta đúng thì chúng ta lại tiếp tục đi tuyển dụng những người mới, đúng không? Because you don't wait there for them. Bởi vì chúng ta sẽ không đợi để họ trở thành nhà phân phối với mình. This is very important to 12% and 15%. Điều này rất là quan trọng với những lãnh đạo 12% trở lên. So I'm not going to spend much time in the new people because you have already have a lot of experiences. I want to grant you some of the perceptions on it. Và tôi cũng sẽ không dành quá nhiều thời gian vào cái phần bảo trợ người mới, bởi vì tôi tin tưởng các anh chị 12% các anh chị có rất nhiều kinh nghiệm, và tôi chỉ chia sẻ với các anh chị một số những cái quan điểm, những cái tư duy thôi. So give a big round of applause to our translator. She's translating very well. So I would rather spend some time to talk to you how to do follow up. Nên là tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn vào cái phần là làm thế nào chúng ta theo sát cái nhà phân phối của mình. Follow up these leaders is very important. Bởi vì cái việc theo sát những nhà phân phối mới của chúng ta rất là quan trọng.
You know, in the MA pieces, there's still perception, right? That when you sign up a person, you know, we talk that, you know, ask him to come to a meeting, come to, you know, you have to attend the meeting, you have to do this, you have to do that. You know, we give a lot of tips, but I don't think it's good. Và các anh chị biết không, khi chúng ta tuyển dụng những mạng phân phối mới vào hệ thống của mình ấy, chúng ta nghĩ rằng họ phải đi dự rất nhiều cuộc hội họp, rất nhiều cái chương trình đào tạo, rồi là đưa cho họ những cái quan niệm này, nào, quan niệm kia, nhưng mà tôi thấy những cái điều đấy nó không không có hiệu quả lắm. I mean the people who sign up. Tôi nói là những người vừa mới gia nhập nhỉ. So before a person sign up, we talk so much about value of the MBA business, the future of the MBA business, the beauty of the MBA business. Yes, you're correct. Nếu mà trước khi mà họ gia nhập, chúng ta nói rất nhiều đến giá trị của Amway, vẻ đẹp của Amway, rồi là những cái giá trị mà chúng ta nhận được trong Amway, thì điều này rất là đúng. But don't forget about product demo is even more important. Nhưng mà đừng quên việc là cái giá trị của sản phẩm rất là quan trọng. Because product demo will bring a person to see the potential of the business. Bởi vì và cái việc demo sản phẩm ấy sẽ giúp cho cái người mới đấy họ nhìn thấy tiềm năng thị trường khi kinh doanh cái ngành này. So what normally people do when they sign up a prospect? Và khi mà họ bắt đầu gia nhập become ABO, trở thành nhà phân phối của chúng ta, how normally we do follow up? Thì thường là các anh chị sẽ theo sát như thế nào? I said my personal experience, I will spend a lot of time to help him to clear everything of his doubt about the business in the market. Và kinh nghiệm của tôi thì tôi dành hoàn toàn hầu hết thời gian để giúp họ bỏ, nghĩa là làm rõ tất cả những cái nghi ngờ, những cái lăn tăn mà họ còn có trong cái công việc kinh doanh này. Especially in, you know, the product, the situations like the challenges like product expensive, begging people to buy the products. A lot of people fail in the business, okay? And then, you know, a lot of market saturations. These are all the doubts of a MBO. And it's a stumbling block for him to grow and go beyond. Bởi vì tất cả những cái nghi ngờ của họ về cái công việc kinh doanh này, ví dụ như là sản phẩm đắt, đúng không ạ? Rồi là sản thị trường đã nhiều người làm rồi Amway khó làm, vân vân và vân vân, tất cả những cái điều nghi ngờ đấy mà họ còn có ở trong họ ấy, thì rất khó để cho họ có thể bước về phía trước và tiếp tục hành động để phát triển. So you know, 12% and 15% or 18%, you know, sometimes in the business the faith was be affected then because of the downline. You know, in the beginning they were very active for couple of you know, months, 3%, 6%, then 9%, then slowly they quit. And they are not only quit, they will say to Danny or say to Stephen or maybe say to you, don't worry, I will come back to business again. I will stay in the business, don't worry. Actually means ask you to wait slowly. Và khi mà chúng ta là lãnh đạo 12%, 15%, 18% ấy, chúng ta hay gặp phải vấn đề là những người mới của chúng ta khi mới gia nhập, họ rất là hào hứng và họ bắt đầu kinh doanh cùng với chúng ta. Họ đạt 3%, 6%, 9%, đúng không ạ? Nhưng sau đó họ quay lại với chúng ta và họ nói rằng là Steven ơi, tôi cứ yên tâm đi, tôi vẫn sẽ ở lại trong công việc kinh doanh này, cứ chờ tôi nhé. Bởi vì họ ra ngoài kia họ đã gặp phải những cái vấn đề này, vấn đề kia rồi, đúng không ạ? Và có ý là để chúng ta cứ đợi họ đi, cứ chờ họ đi. Thật ra mình mang tệ, đúng không ạ? Cứ bảo từ từ, cứ chờ tôi từ từ. Nhưng mình sử dụng trong kinh nghiệm. Các anh chị đã có những kinh nghiệm này chưa? Nó chỉ của ta không làm rồi, thì chúng quay sinh là ai không? Ai đi quân lần nào? Thế và khi những cái người đấy mà người ta không làm nữa, người ta không đến vào môi trường mình nữa, thì mình bắt đầu cảm thấy rất là chán nản và mình nghĩ là công việc kinh doanh này thật là khó để triển khai. Nó vì sao tôi chịu pha 9% là thay cũng cho đấy? Tại sao mà làm đến 9% rồi lại không làm nữa? Vì thật là 3% cũng cho rồi mà. Bởi vì là 3% đang làm mà, đúng không ạ? Nó bên dưới những sản lượng thì yếu sản tôi cũng đang làm. Và cái người đấy không làm nữa thì ảnh hưởng đến mình, mà mình nghĩ rằng là cái công việc này khó lắm, mình không làm nữa. Có phải các anh chị gặp rất nhiều kinh nghiệm như vậy không ạ? Và cái duy thông của đây là mình làm một năm, họ sẽ nói với mình, tôi không muốn, họ cũng muốn làm, họ không muốn làm, họ nói tôi hiện đang bận, nhưng mà cảm giác rằng họ không hồi ý, họ nói tôi đang bận, yên tâm, tôi sẽ làm.
Cái điều đau khổ nhất là họ làm một năm sau xong họ nói với mình rằng là hiện nay đang thời điểm này tôi đang khá bận thì hãy cho tôi một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là họ không có hoạt động gì cả mà họ vẫn bảo cứ yên tâm đợi tôi đang bận đến giai đoạn này thôi rồi tôi sẽ quay lại làm tiếp. Có phải không anh chị? Các anh chị có gặp tình trạng đấy không ạ? Có. Và chúng ta đã dành 2 năm cho họ rồi đúng không ạ? Đợi họ 2 năm rồi. Và mình càng nghĩ thì càng nhiều vấn đề. Và chúng ta lại nghĩ rằng hình như là nó không đáng để cho mình dành thời gian. Lãng phí thời gian. Đúng không? Đúng. Bởi vì là những cái người này ấy, khi mà người ta đang nhiệt huyết như vậy, họ mỗi một ngày họ gặp những cái thách thức ở bên ngoài, những cái khó khăn ở trong nội tâm của họ mà không được xử lý ngay lập tức ấy, nên họ cứ tích dần rồi họ trở nên nặng nề. Các anh chị có biết tại sao mà tôi biết những cái vấn đề mà các anh chị đã gặp phải không? Bởi vì tôi đã từng làm rồi, đúng không ạ? Tôi đã từng trải qua rồi. Bởi vì tôi cũng đã từng có một giai đoạn dừng ở cái chỗ đó. Và bởi vì những người đó lừa tôi. Nói với tôi rằng là hãy yên tâm đi, tôi sẽ quay lại làm. Đợi rất là lâu mà không thể quay lại. Hôm nay tôi phát hiện ra là, sau đó thì tôi mới phát hiện ra là không phải như vậy. Vì tôi đi làm, vì tôi có niềm tin. Bởi vì là tôi đi làm, tôi liên tục làm nên tôi rất là tự tin. Những vấn đề tôi đều có thể giải quyết. Tất cả những cái việc đấy tôi đều có thể xử lý được những cái vấn đề tôi gặp phải. Vì họ là người mới không hiểu. Nhưng mà họ là người mới nên họ chưa hiểu. Vì thế, họ sẽ nói, ôi, bảo hợp là, thay đổi lần số là, doan chiến mạng là, sẽ biến thành họ phát triển. Vì họ nghĩ rằng là thị trường thì bão hòa rồi, làm thì chậm quá nên họ không muốn làm nữa. Vì vậy, khi phát triển sinh nhân 的时候, họ tham gia 的时候, 请你让他知道, 这个市场的一些理念, 要把它消除到心理障碍, 当他心理障碍消除的时候呢, 价值观才会体现. Nên là khi mà họ là những người mới đi cùng với chúng ta, chúng ta phải giúp họ xử lý tất cả những cái vấn đề trở ngại trong nội tâm của họ, những cái khó khăn họ có thể gặp phải, để họ có thể biết được những cái vấn đề họ sẽ gặp, nên họ sẽ không gặp những cái vấn đề đó nữa, và họ giúp đó thì những cái giá trị mà chúng ta đưa đến cho họ mới tiếp nhận. So when I sign up a person, I will talk to him personally, okay? I say, I tell my behavior. Is it to build any business? What do you think? Do you think it is easy? Or is that difficult? Nên là khi mà tôi bảo chồng người mới xong ấy, thì tôi sẽ nói chuyện riêng với họ và tôi hỏi họ rằng là theo bạn thì bạn thấy là làm công việc kinh doanh Amway là dễ hay khó? If you say easy, I say not really. Then I will tell him, you know, a lot of people give up the business. Nếu mà họ nói với tôi rằng là tôi thấy rất là đơn giản, thì tôi sẽ nói với họ rằng là Amway thì đơn giản nhưng mà không phải dễ, nhưng mà là đơn giản. Và có rất nhiều người họ đã từng bỏ Amway. Thì nếu mà người ta nói rằng là làm Amway thấy rất khó, thì tôi nói không phải là khó mà chỉ cần chúng ta biết cách làm thôi. Và tôi cuối cùng tôi sẽ nói với họ rằng là tất cả những cái điều này không quan trọng, quan trọng hơn hết là bạn có thể thành công của Amway không. Và tôi nói với bạn ý là về nhà làm 3 việc. Thứ nhất là chưa bán sản phẩm. Thứ hai là chưa bảo trợ. Thứ ba là không đi hỏi những người khác là Amway có làm được hay không. 因为呢, 如果你一做这件事情, 你的事业不成功, 我不负责。 Bởi vì nếu mà bạn chưa học, bạn chưa rèn luyện trong môi trường này và bạn đã đi làm những việc đấy, bạn không thành công thì sẽ không có ai chịu trách nhiệm với bạn. 如果你相信我, nếu mà bạn tin tưởng ở tôi, ngày mai tôi sẽ cho bạn 2 tiếng, bạn
Ngày mai chúng ta sẽ ngồi cùng với nhau 2 tiếng. 我会告诉你, 为什么你可以成功? Tôi sẽ chia sẻ với bạn tại sao mà bạn có thể thành công được cùng với Amway. 同时我也告诉你, 为什么那么多人失败? Và cùng lúc đó tôi cũng nói rõ cho bạn biết tại sao những người khác đó lại thất bại. 那这样的话, 我跟他约个时间, 他一定会来见. Và như vậy tôi hẹn họ thời gian như vậy nhất định họ sẽ đến gặp tôi. 所以我先跟他说, nên là tôi sẽ nói cho bạn thì tất cả những cái điều mà bạn cần phải chuẩn bị cho công việc kinh doanh này. 当然我会举例子，好像说为什么你不要问那些人没有做安利的。 Và tôi sẽ kể cho bạn ấy nghe những cái câu chuyện là tại sao mà bạn không nên đi hỏi những người này người kia về Amway. 因为你问他们，他一定说不可以做。 Bởi vì nếu mà mình đi hỏi những người mà không làm thành công với Amway, nhất định người ta sẽ bảo không làm được đâu. 因为他们不是做安利。 Bởi vì họ không làm Amway mà. 因为市场很多人呢，都放弃安利的。 Bởi vì họ gặp phải những người mà họ đã từng rời khỏi Amway rồi, họ sẽ bảo không làm được đâu. 如果你换个角度去问别人，你说，哎，听说做安利做的钻石好不好？ Thế nhưng mà nếu mà mình đã đổi câu hỏi, mình hỏi rằng là, 他一定跟你讲好的。 Nghe nói rằng là làm diamond của Amway thì rất là tốt, rất người ta sẽ bảo rất tốt. 但是会告诉你不容易。 Nhưng mà người ta sẽ nói cho mình là không đơn giản để đạt được cái danh hiệu đấy. 对吗? Đúng không ạ? Correct. Đúng không ạ? 所以我慢慢回去呢，把全部他心里所想的，有什么问题都要写在一张纸。 Và tôi nói với bạn ấy là ngày hôm nay sau khi nghe xong cuộc kinh doanh, em về viết ra tất cả những cái gì mà ba em đang suy nghĩ về Amway vào một trang giấy. 然后呢，我会跟他兑现，跟他回答他的问题。 Và ngày hôm sau gặp lại sẽ trả lời từng cái vấn đề một mà bạn ấy đặt ra trong cái tờ giấy đó. 我会解除他心里所的障碍，免得他去发展的时候，他就会遇到这些障碍。 Và để trước khi bạn ấy thực sự bắt đầu cùng với Amway thì bạn ấy đã giải quyết tất cả những cái vấn đề khúc mắc ở bên trong rồi. 我用很多很多的方法来消除全部的心理障碍。 Và tôi dùng rất nhiều cái cách khác nhau để giúp bạn ấy giải quyết tất cả những cái trở ngại trong nội tâm của bạn ấy. 用生活方式的模式去解决他的问题。 Dùng phong cách sống của tôi này để tôi giúp bạn ấy giải quyết các cái vấn đề đó. 打个比如，他说很多人饱和市场饱和。 Ví dụ như là bạn ấy đặt cái vấn đề ở bên trong là thị trường này bão hòa rồi. 我跟他讲，你看三星、海尔、National，然后还有LG、Philips，很多品牌都在生产那个冰箱，那你说有没有市场？ Và tôi lấy ví dụ cho bạn ấy nghe rằng là ví dụ về cái sản phẩm cái tủ lạnh đi, có rất nhiều các thương hiệu khác nhau như LG, Samsung, Hitachi đúng không ạ? Họ đều sản xuất về tủ lạnh, tại sao thị trường của họ vẫn liên tục bán được, có bão hòa không? 我还没有跟他分析这个之前，我还问他，你家有没有冰箱？ Thế mà tôi hỏi với bạn ấy là nhà bạn có tủ lạnh không? 然后他说有啊。 Và bạn ấy sẽ trả lời là có mà. 我问他什么品牌？ Thế tôi hỏi là thương hiệu tủ lạnh nhà bạn là gì? 如果都是三星。 Thế mà bạn ấy bảo là Samsung đúng không ạ? 我说你什么时候换？ Thế bạn tôi hỏi là thế thì bạn đổi. 什么时候打算换？ Bạn mang mua cái Samsung này bao lâu rồi? Khi nào bạn định đổi cái Samsung mới? 你一年换一次还是十年换一次？ 1 năm bạn đổi một lần hay là 10 năm bạn mới đổi một lần cái tủ lạnh? 他看着你。 Thế là bạn sẽ nhìn tôi. 那我就问他是不是不坏你不换？ Thế thì tôi mới hỏi bạn ấy có phải là ý định của bạn là nếu mà không hỏng thì sẽ không đổi đúng không ạ? 他说是。 Thì bạn ấy sẽ trả lời vâng. 我是不是糟糕了？ Thế thì tôi bảo nếu mà như thế thì có phải là rất là cái thị trường rất là khó đúng không? 那个冰箱的公司不是要倒了？ Thế thì những cái công ty mà sản xuất tủ lạnh thì người ta phải đóng phá sản hết à? Bởi vì bạn khi nào hỏng mới thay mà. 那我就在问他，你看那些冰箱的公司，天天生产冰箱，从来没有停止过，他卖给谁？ Thế thì em thử nghĩ xem rằng là các cái công ty mà sản xuất tủ lạnh đấy, họ ngày nào cũng có dây chuyền sản xuất thì họ bán cho ai? 你又不换？ Mà bạn em thì bạn thân em không thay rồi. 卖给那些人嘛，结婚。 Thế thì bán cho ai? Bán xin bán gì? Bán cho những người mà mới kết hôn, đổi nhà mới đúng không ạ? 我说我从小到现在六十多年，我都没有看过啊冰箱倒闭的。 Tôi suốt 60 năm rồi tôi sống cuộc đời của tôi chưa thấy công ty sản xuất tủ lạnh nào bị phá sản đâu. 做不完。 Làm không hết việc. 那你说牙膏刷了，要不要刷？ Thế thì em thử nghĩ xem kem đánh răng ấy có phải đánh răng không? 天天要刷。 Ngày nào cũng phải đánh răng. 我问他，哎，你不刷牙可以吗？ Thế thì em bản thân em không đánh răng có được không? 你不洗澡可以吗？ Không tắm có được không?
你不穿衣服可以吗? Không mặc quần áo cũng được không? 全部他讲不可以. Tất cả bạn ấy đều trả lời không thể, đều phải làm những việc đấy hàng ngày. 我是跟他讲，你看。 哇，你看我做的市场就是不可以不用的产品。Thế là tôi sẽ nói là em xem tất cả những sản phẩm chúng ta kinh doanh đều là những sản phẩm thiết yếu mà không thể không sử dụng được. 让他去联想. Để cho họ liên tưởng. 所以你首先要把他的信心巩固起来. Thế nên là đầu tiên mình phải làm cho họ rất tự tin về công việc kinh doanh này. 然后呢，接下去就容易了. Sau đó khi mà họ thực sự tự tin và tất cả những trở ngại được giải quyết rồi thì sau đó rất là đơn giản. 要不然他走走走走走走走走走走到 9% 到 6% 到回来说，我阿姨，我觉得不容易做。 nếu không ấy, thì họ hào hứng họ làm đến 6% 9% sau họ lại bảo không làm được. 因为哦，领导人做发展案例的人哦，像你这样，如果你没有这种信心啊，你没有穿透力，你的下线呢会被你影响。 nên là nếu mà giống như các anh chị ngồi đây ấy, các anh chị không đủ tự tin vào người em quay thì các anh chị rất dễ bị ảnh hưởng bởi tuyến dưới của mình, đúng không ạ? 你帮不了他。 bởi vì mình thấy rằng mình không giúp được họ. 因为很多人做案例啊，他不想把基本做好，基础做好。 Bởi vì rất nhiều người làm Amway họ không muốn làm cái cơ bản, cái nền tảng tốt. 他想一跳就跳上去。 Họ muốn nhảy một cái là lên luôn. 像你打学武术啊。 Giống như mình học võ ấy ạ. 如果你基本功没有做好。 Nếu mà mình không luyện công, cái công phu nền tảng ấy. 你说你能打吗? Thì các anh chị có thể đánh được không? Có thể đánh võ được không? 能不能打? Có đánh được không ạ? 打不动的。 Không đánh được. 人家 一脚踢你就软脚了. Người ta chỉ cần đá thì một cái là mình đã quỳnh chân xuống rồi. Đúng không? Đúng ạ. 你基本练好了就很容易啊，很容易，对不对？ Thì nếu mà mình luyện công nên cái. 是不是? Cái. 你练了腰练了腿，你打就容易嘛，对不对？ Các anh chị luyện hết công phu nền tảng rồi. Ban thể luyện, 是不是容易? Rất đơn giản, đúng không ạ? 这基础是非常重要. Nhưng là nền tảng rất là quan trọng. 是讲到基础非常闷的. Nhưng mà khi very boring. Nhưng mà nếu mà nói đến làm nền tảng thì nó rất là chán. But you have no choice to do that. Nhưng mà chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta phải làm. Otherwise you have to turn back, you have to 回头做. Nhưng nếu mà chúng ta không làm được nền tảng, chúng ta lại phải quay lại làm lại từ đầu. Ok. Được không ạ? 现在我们还是正经。现在我们开始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 
dùng tâm để đối đãi, để giúp họ khắc phục tất cả những cái thách thức mà họ sắp phải gặp. Đừng có sợ họ không làm. Khi mà họ có tự tin rồi, có niềm tin rồi, họ sẽ nhìn xa hơn. Họ chỉ nhìn thấy tương lai của mình. Và họ tự quyết định mình. Là chúng họ sẽ tự phát triển. Và khi mà người đấy đã hạ quyết tâm thì họ sẽ không sợ thách thức nữa. Họ sẽ vượt qua những thách thức chứ không bị những cái thách thức này đánh sập. Điều này rất là quan trọng. Cho nên cái distributor 进来的那三十天，72个小时，24个小时，你要马上去做根基。Thế nên là những nhà phân phối mới vừa gia nhập phải trong vòng 24 đến 48 giờ canh chỉ phải theo sang. 30天之后啊，你必须要帮助他发展。 30 ngày sau là chúng ta bắt đầu hỗ trợ họ phát triển. 帮助他建立顾客. Và giúp họ xây dựng hệ thống khách hàng của họ. 帮他赚到钱. Để họ có thể kiếm được tiền. 如果他赚到钱的话，你就不用担心了。 Nếu mà họ kiếm được tiền thì chúng ta sẽ không cần lo lắng nữa. 我记得我在86年的时候我去美国。 Tôi nhớ là năm 86 khi mà tôi đi sang Mỹ ấy, tôi đưa đội nhóm của mình sang tham quan tổng công ty của Amway tại Mỹ. Và tôi có phỏng vấn một hoàng quan đại sứ ở Mỹ. Và hoàng quan đại sứ này 60 F1 đều là hoàng quan đại sứ. Thị trường ở Mỹ hoàn toàn là của ông ấy. 那我就问他, và tôi hỏi ông ấy bí quyết của ông là gì? Làm thế nào mà ông trở thành hoàng quan đại sứ? Bởi vì là tôi đưa cả một đoàn đi nhưng chỉ có tôi một người nữa biết tiếng Anh chút chút thôi nên là tôi nói chuyện với ông ấy. Khi mà đến nhà ông ấy hôm qua,
và tặng cho tôi một cái xe nhỏ, cái mô hình ô tô ấy nhỏ. Cái cái xiao chế sử phi thường giản đơn. Và cái mô hình ô tô này nó rất đơn giản. Chỉ cần cho an ninh được tôi đọc. Chỉ cần những người làm Amway là đều hiểu. Triple S. Đó là 3S. Selling. Đó là bán hàng. Sponsoring. Đó là bảo trợ. Servicing. Đó là chăm sóc khách hàng. MPC. Đúng không? Đúng không? Chỉ có 3 thôi. Đúng không? Khán chỉ là rất giản đơn. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản. 做起来不容易，但是做起来不容易。然后他告诉我一个秘诀。 và sau đó ông ấy nói với tôi một cái bí quyết. So Steven. Đó là Steven. I tell you. Tôi nói với anh nhé. You follow exactly. À, nghĩa là anh đã đi theo đúng hướng đấy. I'm sure within 5 years you'll become crown president. Tôi chắc chắn rằng là trong vòng 5 năm thì anh sẽ trở thành hoàng quan đại sứ. 我看着他. Tôi nhìn ông ấy. 然后呢，他看到好像有点怀疑。 và ông ấy nhìn tôi có vẻ thấy tôi có vẻ nghi ngờ, bắt đầu ông ấy nói my simple step is like this. Các cái bước đơn giản của tôi chỉ có như thế thôi. Keep 20 customer. Có được 20 khách hàng. Sponsor 20 people. Bảo trợ 20 người. Attend at least 20 meetings. Tham dự ít nhất 20 các cái meeting. Okay. So, customers 20. Khách hàng 20. Distributor sponsor 20. Nhà phân phối 20. But make sure that they are the bonus recipient. Bonus. 你要确保他是有赚到有拿到奖金的20个 MBO. Và nhưng mà 20 nhà phân phối đấy phải là những nhà phân phối nhận được tiền hoa hồng của công ty. Nhà kiếm được tiền cùng với Amway. If he don't earn the bonus, get the new one. Nếu mà một trong số 20 người đó người nào mà không đủ, không kiếm được tiền thì phải đi tuyển người mới. 但是呢，我在想啊，这么简单吗？ Lúc đó tôi nghĩ rằng đơn giản thế thôi sao? 这么简单，很多人做皇冠大使了。Nếu mà đơn giản vậy thì bao nhiêu người là hoàng quan đại sứ? 我觉得是可能有些东西他跟我说。 Và tôi nói, tôi nghĩ rằng là chắc là còn một số điều gì đấy ông ấy không nói với mình. 87年. Năm 87. 我又带了一班人去美国。 Tôi lại dẫn dắt một đoàn đi Mỹ. 我又申请到他的家见他。 Tôi lại xin phép được đến nhà ông ấy gặp ông ấy. 因为啊，他已经60多岁，应该是。 讲的东西见那么多人都会忘掉了. Bởi vì là ông ấy đã hơn 60 tuổi nên tôi nghĩ là chắc là ông ấy gặp bao nhiêu người như vậy chắc dễ quên rồi. I ask the same question. Và tôi hỏi câu hỏi giống hệt như năm trước. He answer the same way. Và ông ấy trả lời giống hệt như năm trước. And answer it very seriously. Và trả lời một cách rất là nghiêm túc. So after that I went back. Và sau đó tôi quay về. And I think, I'm willing to go back to the fundamentals. Và tôi cứ nghĩ mãi và cuối cùng tôi quyết định là tôi phải quay lại nền tảng. I stay in the Emerald for a few years. Và tôi ở vị trí Emerald mấy năm. When the time I visited the headquarters and the crown ambassador, at that moment I'm an Emerald. Lúc mà tôi đưa đoàn của tôi đi sang gặp cái vị hoàng quan đại sứ đó, tôi đang là Emerald. Then I come back. Và tôi quay về. I restructure. Tôi bắt đầu tái cấu trúc lại hệ thống của mình. And I take the every fundamental seriously. Và tôi làm những nền tảng của Amway một cách nghiêm túc. I make sure my front line make money. Và tôi đảm bảo chắc chắn rằng những người mà tuyến F1 của tôi là kiếm được tiền. And finally, in 1991, I qualified diamond. Và cuối cùng đến năm 91 thì tôi đạt danh hiệu diamond. And as you go on. And I stepped in again. Và tôi bắt đầu bước lên những cái nấc thang tiếp theo. Because why? Tại sao lại như vậy? Because I'm not willing to do the fundamental. Vì trước đây khi mà tôi chưa làm những nền tảng ấy, I make the same mistake. Tôi gặp những cái lỗi như vậy. I thought the people that I sponsor, I ask them to do, then they will do. Bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi bảo cho họ và tôi bảo họ phải đi làm đi thì họ sẽ làm. No. Không phải như vậy. Finally, I realized, you know,
I do the fundamentals, I do the product demo, I do selling, and then I have a story to tell. Và sau cuối cùng tôi phát hiện ra rằng tôi làm những việc cơ bản, tôi làm minh họa sản phẩm, tôi làm bán hàng, tôi làm bảo trợ, tôi cứ liên tục làm như vậy, kinh doanh của tôi phát triển. Then only my dumb mind feel very excited. Và chính vì tôi làm những cái điều cơ bản đó mà tuyến dưới của tôi cảm thấy rất là hưng phấn. And they believe in the business. Và họ tin tưởng vào công việc kinh doanh này. Then from 1991, I stayed quite long enough, 6 years. I'm not willing to go back to fundamentals. I do training by my new leg. I never go and help. Và khi mà tôi đạt diamond, tôi lại mắc phải cái lỗi cũ và tôi bắt đầu lại chỉ đi đào tạo và tôi không làm cơ bản và tôi ở diamond 6 tháng. Then I decided to go back to the fundamentals. Và tôi lại quyết định quay lại cơ bản. I go back to fundamental because one of the leaders challenged me, you know, to go for ETC, be too bad with the challenge. Tại sao mà tôi quay lại cơ bản? Bởi vì có một lãnh đạo thách thức với tôi rằng là mục tiêu EDC, hai chúng tôi gọi là đánh cược với nhau xem ai sẽ đạt được cái mục tiêu đấy. So 1995, I took 2 years to go EDC. Nên là tôi dành 2 năm để trở thành EDC. So this is a true story I want to share with you. Đây là câu chuyện thực của tôi, tôi muốn chia sẻ với anh chị. It's not about the money coin or whatever to destruct or to give a side effect to your business. No. Không phải là những cái công việc khác anh kể cả tiền ảo vân vân ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh chị. Không phải những điều đó. Because we are not confident enough, we don't have strong faith because you are not excited. Excited means you have to go back to the fundamentals. Nếu mà chúng ta hào hứng, chúng ta sẽ lại quay về cơ bản, lại làm. You must enjoy, to see new customer. Wow, use a product, 1-2 item product they buy, you feel very happy. Chúng ta phải cảm thấy hào hứng khi mà những khách hàng họ mua 1-2 sản phẩm quá quê, chúng ta cảm thấy rất là hào hứng và phục vụ họ. When you meet the new business, then you sign up, you tell them, hey, Mr. A, I just now I'm servicing, I sell you the LOC, a demo, and you'll be so excited. You bring the story and tell your ABO, the new one, they got excited. Và khi mà chúng ta phục vụ những khách hàng mới như vậy, có rất nhiều câu chuyện đã rất hào hứng như vậy. Chúng ta đem những câu chuyện đấy về kể cho những nhà phân phối mới của mình, họ cảm thấy rất là hào hứng và ra ngoài thị trường. It's not to go and see the new APO, hey, you must set your goal, you must move, MBA is good, make many money, a lot of money, you can go travel. Không phải là chúng ta quay đến những nhà phân phối mới và nói rằng em phải làm Amway đi, mục tiêu của em là gì, Amway rất là tuyệt vời, du lịch là như thế này, thu nhập là như thế này, không phải làm những việc đấy. If they are excited, they're full of confidence, that you enjoy the business, they'll break through. Nếu mà họ thực sự tin tưởng vào bản thân mình, họ tin tưởng vào công việc kinh doanh này, họ hào hứng, thì họ tất cả những điều đấy họ sẽ tự làm. They will set their own goal. Họ sẽ tự thiết lập mục tiêu cho mình. They will plan out their time. Và họ sẽ dành thời gian cho công việc kinh doanh này. They'll go out. Họ sẽ đi ra ngoài thị trường. Just like you. Giống như hệt như anh chị đang làm. But don't wait. Nhưng mà đừng đợi anh chị. Wait is a very serious, what you call that, the sickness, of hindrance of that to stop the MA growing. Các anh chị có biết không? Chờ đợi đó chính là căn bệnh rất là nguy hiểm làm cho sự nghiệp AMA của chúng ta bị dừng bước anh chị. So then we don't make mistake. Nên là các anh chị đừng mắc lỗi giống tôi. We make mistake, halfway through we got stagnant. Thế nên là nếu mà chúng ta mà mắc những cái lỗi như vậy, chúng ta sẽ lại phải mất một quãng thời gian rất dài. You see that this one is called the quan niệm, perception, right? Đầu tiên đó là quan niệm, nhận thức, đúng không ạ? I want to explain all this because it's going to take a lot of times. Mà nếu mà tôi giải thích hết cái bảng này ấy, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy thì ta nói tức là quan niệm. Nào quan niệm đó, ta đúng là sau đó, ta sẽ có tin tưởng, ta thái độ sẽ học, thái độ. Thế khi mà quan niệm của họ đúng rồi ấy, thì thái độ họ sẽ tốt. Nên có thời gian mà, nói chẳng ai là cái xe sen thái độ không học. Có những lúc chúng ta bảo là cái tuyến dưới này của chúng ta thái độ rất là kém. Tôi ở Trung Quốc có một cái lãnh đạo là tham gia 15%. Và tôi ở Trung Quốc thì tôi có một lãnh đạo của tôi là 15%. Thà thuê trên đấy người. À, anh ấy bảo trợ một người. Khai sử là excited. Lúc đầu rất là hào hứng. Cho tôi 7%. Làm đến 6%.
Cô lại chuẩn bị lại cái hai nữa. Sau đó không đi học nữa, không đến văn phòng nữa. Và chúng con thao biết số thì đã xem bên trên thao. Thế thì tôi mới hỏi cái anh 15% lên tại sao tuyến dưới của anh không thấy đến văn phòng. Ý là sao mà ra cái biểu chẳng là thái độ không phải. À và anh ấy nói là thôi thầy đừng nói đến cái người đấy nữa, thái độ rất là kém. Và chúng con thao chuẩn bị không phải quá. Thế thì tôi mới hỏi thế kém đến thế nào. Tôi sợ anh ấy không làm được. À bạn ấy trước ngày nói là anh ấy không làm được. Yêu cô nhìn đi thay khai quỷ. Lại cũng còn không chịu đi học nữa. Sao đang phải bèo sang cửa thầy không nhau? Bảo mua vé để đi học cũng không mua. Tao hỏi chị Quân Thạn, ta đi chia theo phang chi lắm đó. Thế thì tôi hỏi cái anh 15% đấy là thế thì theo anh là từ bỏ họ à? Thật sự mấy bạn phải. Thế thì anh này bảo thấy chẳng có cách nào. Ông quên xem này. Thế thầy bảo là thôi thế này nhá. Phải chân ý phang chi lắm. Đằng nào thì anh cũng từ bỏ rồi đúng không? Thì may kế của ông. Thế bán cho tôi đi. Thật thì sao mấy lần rồi? Bởi vì ở dưới anh đấy không có ai đâu. Ủa sao vậy? Nếu tôi sẽ có cái đỉnh trên khoai thì bây giờ thầy rồi. Bảo là bây giờ anh muốn bao tiền thì trả tiền cho anh 1.000, 2.000 trả tiền cho anh bán cho tôi cái anh đấy. Ủa sao phán chân ta tôi xử đâu? Năm nào thì anh coi anh chết rồi mà. Thật sự được xả. Thế là anh đấy ngớ người ra. Ủa sao quốc dân thay tôi không hả? Tôi nói rằng là không phải bởi vì họ thái độ không tốt. Ê, thật cái quan niệm cho mình vui ạ. Bởi vì cái quan niệm của họ chưa giống mình. Các quan niệm cho sinh cơ dân được khăn phải. Bởi quan niệm của họ chính là cái cách nhìn của họ. Ý chứ là quan điểm tự nhiên, quan điểm nào lấy ý ạ? Cũng như là quan điểm của họ, quan điểm không giống nhau thì làm sao mà quan điểm giống nhau được? Các quan điểm không giống nhau thì nên được mà. Thế nên là khi mà quan điểm không giống nhau thì lý tưởng sẽ khác nhau đúng không ạ? Hiện tại thì cho chân thì chúng ta đang bên khăn cái chảo đủ. Bây giờ các anh chị đứng ở cái kia nhìn cái chỗ này. Cân mổ khăn cái chảo tự nhiên mà. Giống như tôi nhìn từ cái góc độ này có giống nhau không ạ? Ý chứ là ý ạ? Các anh chị cho rằng là cái kết quả nhìn có giống nhau ạ? Chúng mong cũng nhau, cũng xem thân hả? Dần gì có chuyện là không giống nhau, tôi cũng nhìn thế mà, tôi cũng nhìn vào đấy mà, tại sao lại không giống nhau? Cũng nhau kìa. Chắc chắn là không giống nhau đúng không? Thì để tôi ra sang bên khăn sẽ cũng nhau. Bởi vì cái nhìn ở phía trên thì nhìn nó sẽ khác. Thì tôi ra bên khăn sẽ cũng nhau. Đang ngồi ở giữa thì nhìn cũng sẽ khác. Tuy là gì thôi. Đúng không? Trên cổ chúng ta chẳng rồi, thật là thay đổi không hảo. Thế là tôi nói với cái bạn anh 15% là thái độ của bạn ấy không tốt. Và chúng ta thay đổi được bằng nhiều. Thế tôi mới hỏi cái anh ấy là cái người này có bạn không? Thật chứ khăn rồi. Thế là anh 15% nhìn tôi. Thế thay đổi của hắn ít tinh là khẩn hấn tốt. Hấn tốt là tôi mới vẫn hiểu đã. Thế bảo với tôi rằng là chắc chắn là thái độ không tốt thì cũng chẳng nhiều bạn đâu. Ta do thay đổi của sự phù hợp như ta khăn phạm nên khăn phạm của nhau. Thì tôi nói với anh ấy rằng là không phải là bạn ấy thái độ không tốt mà là cách nhìn của bạn ấy với bạn cũng giống nhau. Cho nên tôi đã bảo tôi đã nói về những cái cơ bản của nó. Cùng ta giảng, tôi nói bạn phải tiếp tục theo dõi. Nên là tôi lại chia sẻ với anh cái cách mà vừa nãy tôi chia sẻ với anh chị là follow up, là theo sát họ như thế nào, về làm lại như thế. Chứ còn thật chạy chinh lại quay đi ạ. Thế và cái người đấy quay lại văn phòng để đi học. Nó hôm nay nó phát triển lên 几个人. Sau đó thì phát triển thêm mấy người nữa. Wow, hân sinh phân. Và cái người 15% ấy rất là ưng phấn. Đang đứng sinh phân được sao? Và khi mà họ ưng phấn ấy. Xeo đúng, vui nhau. Có phải là khi mà họ ưng phấn thì người khác không ạ? Chống lúc hân sinh phân. Đi rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Rất là bay bổng đúng không ạ? Ban cơ lớn nào, mấy ổn chân chi à? Nhưng mà nhìn sang được khăn cho chú lại. Nhưng mà cái người mà không có thành tích thì nhìn mặt là biết rồi đúng không ạ? Tôi bị mấy chén được sao? Giống như lúc mà không có tiền trong túi ấy. Quỷ xèo. Người không cười. Chú lưu hẳn sư phụ. Và đi rất là nặng đúng không ạ? Rất là nặng. Sư phụ dự. Có phải không ạ? Chứ là cải biến à? Là thay đổi đúng không? Con cải biến là thay đổi người ta thật quan niệm đó. Họ dừng ạ. Khi mà thái độ họ chưa đúng có nghĩa là quan niệm của họ chưa được điều chỉnh. Tôi cao số mình không chỗ, không vô chỗ. Tôi nói với anh chị từng bước nhé, cứ từng bước làm. Chuyện đi ăn đông xin, yêu lặng đi đơn, xa xe. Cao số ta xin giải quan niệm, ít khai sự tuy là xa xe lưu đi bằng. Thế là lý do tại sao mà ngay đầu tiên, bước đầu tiên tôi hướng dẫn anh chị là phải gỡ bỏ tất cả những cái nỗi lo, những cái áp lực, những trở ngại trong lòng họ. Thì cái quan niệm họ đúng thì thái độ họ mới tốt. Sự ta chưa sao sao vậy chứ cho tưng tao chưa đâu nè. Thế làm đến cuối cùng á. À chưa hơn nè. Hai điều kiện y hoàng là họ bắt đầu có khao khát để thành công. Đó hơn nè. Thật sáng tạo thành công. Thì họ sẽ thành công. Rất nhiều người nè, thật chỉ biểu không chỉ bản. Thế là có rất nhiều người là chỉ cái bề mặt thôi mà không chỉ gốc. Lão sư khan cho vấn đề. Cứ nhìn các cái vấn đề ở bên này thôi. Cái vấn đề được. Tiền thì là gì? Thế nhưng mà cái gốc của vấn đề nó lại nằm ở bên này. Đúng không ạ? Do tên mà. Các anh chị thấy đúng không ạ? Sư hay không sư ạ? Có đúng không? Anh chị, vẫn là sản phẩm. Amway vẫn là sản phẩm giống nhau.
nhau tập plan. Kế hoạch kinh doanh giống nhau. Cùng nhau một công sở. Giống cùng một công ty. Cùng một lãnh đạo lẫn giáo dục. Cùng một sự dẫn dắt của một lãnh đạo. Tại sao người làm được, tại sao người làm không làm được? Lý do này. Các anh chị. Cái điều này rất là quan trọng. Cái nền tảng rất là quan trọng. Tôi có một người bạn. Tôi có một người bạn đó. Thà khăn tao của anh. Đi lưu sự vô lưu sự vô suy thì hãy cho con trang đó. Nhìn đến tôi hỏi tôi rằng là này sao ông 65 tuổi rồi mà sao ông vẫn khỏe thế? Một cái nào tôi nói với ông ấy rằng là. Có hình công. Tôi tập thể dục. Ở trẻ. Hơn nữa ấy. Và tôi có một cái gọi là cái phác đồ ăn rất là cân bằng. Ăn cái gì, ăn như thế nào. Sau đó thì ông ấy đến tìm tôi. Lúc đầu thì cái người đấy không có chấp nhận uống dinh dưỡng luôn. Tôi cũng không nói dinh dưỡng với cái người đấy. Tôi nói với họ, ông ấy về phong cách sống của tôi. Tại sao mà bác sĩ lại tư vấn là 40 tuổi trở lên là không được tập các cái môn thể thao mạnh? Nhưng các người lớn nào, chị lên vận động mà tay máu chỉ mới xin sinh tăng lên. Có rất nhiều người mà đi đánh tennis đúng không ạ? Xong rồi đột quỵ ở sân tennis đúng không ạ? Tại sao mà đang khỏe như vậy mà vận động lại mình ngất xỉu như vậy? Vì vậy nè, cái tim, 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 30 năm, 40 năm đó có bị gì không ạ? Có bị bên kia? Đúng rồi, có. Nhà tôi có gì? Đó, tôi cũng đã giảng rồi. Thì các bạn, thải lý yếu là một cái của cái xế quản là duy hảo của chính đạo. Và tôi nói với ông ấy rằng là anh có biết không? Cái dầu mà từ con cá mà từ biển sâu ấy là một cái thọ dòng rác của mạch máu. Sao mà các bạn có thông bao lần mà? Là nói chuyện đúng không? Đã hôn lên. Sau đó thì ông ấy quyết định mua dinh dưỡng. Tôi mải như vậy, tôi có cái chuẩn thao không mải hả? Từ đầu tính mua một cái thùng cá thôi, xong mua cả bộ. Tôi 65 tuổi. Tôi 65 tuổi. Tôi mới 40 tuổi. Ông ấy mới có 40 mấy tuổi. Tôi không biết mang vào trang cơ tin. Nhưng mà không thể nào mà cho tay xin đất. Chảo như một lần to cái. Và tay không thể đổ rộng. Rất khổ. Rất là đau. Tôi không xin. Ông ấy bảo tôi không làm được. Tôi bảo tôi bảo làm được. Mình lần này. Tôi tự tập. Và bây giờ thì tập rất là giỏi đúng không? Và bây giờ rất là mềm rồi, người rất là mềm. Có phải không? Nên là phải có thời gian để tập luyện. Đấy là nói chuyện với họ, chúng ta giao tiếp với họ. Và khi mà họ rõ ràng là họ cần cái gì rồi ấy. Họ hiểu rồi ấy. Họ nhìn thấy rồi ấy. Thì họ sẽ tự mình sắp xếp kế hoạch của họ. Thậm chí họ tự nhắc nhở bản thân mình dùng. Và cái cảnh cảm như là biết sự đương nhiên là không phải tất cả mọi người đều nên làm như thế. I will say majority. Tôi không nói đa phần người. Nhưng mà tôi nói hầu hết mọi người. Nếu mà bạn thấy cái đồ gì á, chữ, nhỏ chữ, thì bạn sẽ thấy rất là ngượng. Ví dụ như mình nhìn thấy người ta bán hàng ở ngoài đường ấy, nó rất là bẩn, mình có ăn không ạ? À? Bán không ạ? Không đúng không ạ? Thì cảm ơn chứ. Các bạn có dám ăn không? Cảm ơn chứ, thì khăn đau. Bởi vì mình nhìn thấy đúng không ạ? Nhìn thấy rất là bẩn nên mình không dám ăn. Sự của nó đang khăn đau. Thế là tôi để cho họ nhìn thấy. Khăn đau mặt cay khăn. Họ nhìn thấy những cái thứ họ chưa từng nhìn thấy. Nó nhận sắc. Và họ biết, họ hiểu. Sì, chỉ trung nhờ gì vậy? Quan trọng nhất là cái phần mà để cho họ hiểu ý ạ. Vì nên chúng ta cái sâu này mình cần ăn đi cái suy nên chính là sản phẩm P, sản phẩm. Nhà ba cái nền tảng cho Amway đó chính là sản phẩm. Còn cái P đầu tiên đó là sản phẩm. Nếu muốn thử xem phương pháp, làm sao ai ăn được cái sản phẩm. Nghĩa là mình phải làm thế nào để trải nghiệm để mình yêu tất cả sản phẩm Amway. Tôi gia đình 2 con.
那个黑背狼犬, nhà tôi nuôi một con chó béc dê, 长得, gần cao, cao, nó rất là cao. 我每次牵它出去的时候, mỗi một lần tôi dắt nó đi dạo ấy, 那些车, 都停下来看, và rất là nhiều những người mà đang lái xe của chúng ta để nhìn nó, ngắm nó. 开始的时候我觉得奇怪, 是什么好看? Lúc đầu tôi thấy rất là kỳ lạ, tại sao mà người ta cứ ngắm nó, cứ gì mà ngắm? 你看过吗? Chẳng nhẽ chưa bao giờ nhìn thấy con chó béc dê? Đức Cố Lăng Thiền mặt chết đâu xưa. Cái con chó béc dê của Đức ấy, nó ở đâu chẳng có đúng không ạ? Hậu lại. Sau đó. Như thế một chị chó kia. Lúc đầu có một ngày tôi chạy jogging kia. Có cái là biến thành ba cái lăng thiền. Tôi thấy cũng có một người dắt con béc dê. Quay thẳng. Tôi nhìn. Xem quay thẳng. Tôi rất cả mình. Tôi thấy sao bố tôi được. Lăng thiền là rất là đẹp. Thì tôi mới phát hiện ra là hóa ra cái con chó béc dê của tôi rất là đẹp. Cái gì? Nó máu và lông của nó rất là dày và bóng mượt anh chị. Nhưng mà nhìn thấy cái con chó béc dê kia nhìn chung như gần chết. Các anh chị có biết chó của tôi cho nó ăn cái gì không ạ? Tôi cho nó ăn cơm trộn với protein. Một ngày 4 muỗng. Wow! Ăn xong Double X. Rồi Double X. Ăn xong Bifidus. Y sinh chỉ. Nghĩa là uống B. Ăn xong sinh hải yếu. Rồi là Omega 3. Ăn xong cai mềm điện. Canxi. Ăn xong vệ sinh dụng B. Vitamin C. B. Đúng không? Rất nhiều người nói là sao đắt thế, cho nó ăn thế thì đắt quá, đúng không ạ? Tốn. Bị thua là. Các anh chị sai rồi nhá. 我去买一包五十磅的狗粮啊, tôi đi mua cái thức ăn cho chó ấy ạ. 它吃很多啊, nó một mình nó ăn rất nhanh và hết rất nhanh. 吃就完了, ăn rất là nhanh hết, chỉ có một tuần hết cái túi đấy thôi. 而且没关系, nhưng mà đã ăn rồi thì không sao. 狗臭, nhưng mà mùi rất là nặng. 它跑到我的那个花园的一小片那个草就死掉, nó đi vào cái vườn hoa của tôi, nó tè vào đấy thôi là hoa tôi chết luôn. 那个是小的时候啊，大概是四五个月，我给它吃这狗粮啊。 Bởi vì lúc mà nó bé, có 4-5 tháng thì tôi còn cho nó ăn thức ăn cho chó thôi. 那后来呢，我就问那些人咯，为什么会这样的？ Thì tôi đi hỏi cái người mà bán cái thức ăn cho chó, hỏi tại sao mà nó ăn cái đấy không bị tè mà chết. 因为很多人说，很多狗粮都不是真的，它是用那个猪肠、鸡肠去打碎的，然后弄成那个狗粮。 À, rất nhiều người người ta nói là thực ra thức ăn cho chó đấy là người ta dùng cái lòng gà, lòng lợn đấy mà bẩn cứ đi rồi đấy, người ta băm ra xong người ta trộn nhào rồi trộn cái chất nọ chất kia thành cái thức ăn cho chó. Các bạn nên củ léo nó cua chín nó đều bị sạch rồi. Và khi mà cái gói thức ăn cho chó mà quá nặng đấy, người ta lại mang về người ta tái sử dụng, sản xuất lại. Tôi là một chiếc cổ là 5 tháng tôi có thể không bị thắt sụn. Nên là cái con chó của tôi sau đó tôi phát hiện ra là 5 tháng sau đó là tôi sẽ không cho. Chỉ ăn bánh mì phan. Chỉ có ăn mỗi cơm trắng cộng với trộn với cả dinh dưỡng thôi. Ăn bánh gì? Protein trộn vào. Nó nhỏ đôi số 3-4 cái bê đi trên tập vệ sẽ kỳ tạnh. Như là lúc mà bé, một ngày 3 cái bộ đáp ứng đó. Một cái khen thì đang chức kiểu khơ được cái gì? Mỗi ngày ăn 9 viên canxi cho bé. Nó cũng là sọ. Và nó rất là mạnh, đúng không ạ? Xương nó rất là cứng. Với thế nhỏ viên nó cũng trộn. Và đi vệ sinh ấy là có mùi nữa. Thảo bút sửa. Và cỏ chết nhá, hoa chết nhá. Nhưng mà không ngửi đến mùi hôi và không ngửi đến mùi hôi trên người nữa. Thì các nhóm một chiếc thứ cổ ạ, bản sao với phan với các bạn đừng có thân cao thì có sẵn. Buổi chiều ấy, tôi sẽ cho các anh chị xem nó, ngắm nó, các anh chị sẽ nhìn nó rất là thích. Tôi nói với bạn tôi về chó tôi, tất cả bạn tôi đều uống dinh dưỡng như thế.
want you to see that what happens when you learn cheap, enjoyable kind of business. Nên là khi mà các anh chị đã mua, các anh chị phải biến công việc này thành công việc rất là vui vẻ, rất là hưởng thụ, đúng không ạ? 我有很多产品的故事给你讲，但是没时间，你听得很开心很爽。 Tôi có rất nhiều câu chuyện rất là vui về sản phẩm kể cho các anh chị, nhưng mà bởi vì không có thời gian thôi, các anh chị thì còn nghe, các anh chị thì rất là hưng phấn. Thế cho anh chị sẽ giảng câu chuyện mà. Thế là làm ăn quay chỉ là kể chuyện thôi mà. Hay sẽ giảng bia đơn câu chuyện. Lúc đầu mình chưa có chuyện thì mình kể chuyện của người khác. Cô lại giảng sự đơn câu chuyện. Sau đó chuyện của chính mình. Và để toàn sự đơn sâu đi giảng xa xuyên đơn câu chuyện. Khi mà mình lên kim cương rồi mình kể câu chuyện của tuyến dưới của mình. Nếu như ông sẽ sang những cái chi biến thu mua thì giảng chính trị đơn câu chuyện. Thì khi mà mình lại lên một cái cấp độ mới, mình lại kể câu chuyện của mình. Nhưng mà có rất nhiều người lại không muốn làm những việc đơn giản như vậy. Rất nhiều người muốn trở thành chuyên gia của Amway. Professor. Rất nhiều người muốn trở thành chuyên gia của Amway. Cho nên chúng ta thôi. À, dạy người khác làm thế nào này. Cái chi tiết này đây. Đấy, đấy là sự khác biệt. Vậy nên, sản phẩm thì phải ai, ai sản phẩm. Nên là sản phẩm là chúng ta phải yêu sản phẩm. Hiện tại tôi giảng được 2 lần. Tức là đã 10 năm, 11 năm thành công. Nhưng mà bây giờ con cháu của tôi thì nó ra đi rồi. Tôi là chỉ là chai của người đó. Nên là chúng tôi nuôi nó là nuôi hai người. Vì tôi muốn dùng cái đó, tổ tông cái chai của nó, cho thí nghiệm. Bây giờ tôi nuôi cháu thường, nuôi cháu ta thôi, để tôi thử nghiệm. Tôi告诉你, chai của người sự cũng giống như một cháu đẹp. Và các anh chị biết không, chó ta, tôi cháu thường rất là đẹp, rất là đẹp. Nó đông máu, ủ mấy đau ở đây chẳng. Nghĩa là lông của nó đẹp, còn hơn bóng đến mức mà các anh chị cũng thể tưởng tượng. Thay cổ sư hợp phân là. Bởi vì là con chó ta thì nó sẽ không thông minh như chó bên đền không ạ? Sư đạo dĩ nhãn sư thông minh à? Nhưng mà ăn dinh dưỡng rất là thông minh. Một chắc là quay yên. Tôi bảo nó là im lặng. Tôi im lặng. Tôi đau một đau một đau. Tôi bảo nó nằm xuống, nằm xuống, nằm lên. Ở đó số im, có thể gặp chuyện của đất cổ nó như là. Thế khi mà tôi chỉ cần chỉ cái tay này nó ngay là cái chuồng chuồng. Tôi thấy rất dĩ nhãn sư hợp phân. Thế nên là tôi thấy là dinh dưỡng rất là quan trọng. Tôi đã nghiên cứu nó rồi, Tức là khi mà tôi thấy người ta nuôi chó, tôi sẽ nói với chó. Giảng cổ là giảng dinh dưỡng. Nói chó xong tôi nói dinh dưỡng. Nó cổ ăn dinh dưỡng, người cũng phải ăn. Thế khi mà chó uống dinh dưỡng thì người cũng phải uống dinh dưỡng chứ, đúng không? Nếu cổ ăn, người cũng ăn thì có vấn đề. Thế thì nếu mà chó không uống dinh dưỡng, người cũng uống dinh dưỡng, phải người có vấn đề không ạ? Đúng không? Có phải không? Nếu cổ ăn, cổ ăn, người cũng ăn thì Trung Quốc có câu nói là cổ cũng không bằng. Nếu mà chó ăn mà người không ăn thì Trung Quốc có một câu nói là người không bằng chó. Ok, sorry. Là tiên là chữ plan. Cái P thứ hai đó là kế hoạch kinh doanh. Marketing plan. Đúng không? Sơ đồ chỉ thưởng nhé. Anh ấy là chế độ. Chế độ của anh ấy. Có lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta xa xuyên. But many times we think about our distributors, they know about the plan. Chúng ta rất nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là tuyến dưới chúng ta hiểu về sơ đồ trả thưởng rồi. But not really. Nhưng mà chưa phải như thế đâu. So the, if you are 12%, you have to every time, you know, when they are free, draw the plan. Nên là nếu mà các anh chị 12% ấy, mỗi một lần mà gặp nhau ấy, chúng ta phải vẽ lại kế hoạch kinh doanh. Assuming this one how much not, you can know. Giải thích là cái này là bao nhiêu, và các anh chị có bao nhiêu. So when you downline, also you must let them to how to teach them how to calculate the bonus. Thế nên là chúng ta phải liên tục dạy cho tuyến dưới của mình cách tính trả thưởng. So if he know how to calculate the bonus to 21%, I think he's very excited. Nếu mà họ đều hiểu cách tính lên 21 tiền thưởng của 21% ấy, họ sẽ rất là hào hứng. Before you become greedy. Khi mà trước khi mà chúng ta lên bạch kim ấy ạ. Mỗi một ngày anh chị tự tính bao nhiêu lần là tiền thưởng của mình. 后来我就想起我找其中案例的时候. Và tôi nhớ lại khi mà tôi mới làm Amway ấy. Vì là yêu practice the plan. Để mà tôi rèn luyện cái nói chế độ ấy. Qua lại qua chi, qua lại cái 15, cái 8, cái 18, cái 9, nó có 21, nó có 15, 15, cái 12, 12, cái 20. Và tôi cứ vẽ là đây có 16, 19, 15, 18, tôi 21. Sau lại có 14, 15, tôi cũng là 21. Nghĩa là tôi vẽ đi vẽ lại làm thế nào tôi 21. Sao này sao chị ấy toàn trẻ nào? Thế là cứ tính đi tính lại thì tôi cũng có tiền đấy. Cô lại là thấy phát chế rộng. Sau đó thì tôi mới phát hiện ra ấy.
要 sponsor， 你要几个部门，四个部门起码以上，你才赚那个多钱。对呀，都没顶对顶坏，都发现到了，一定明白保证4年，对吗？4年头你明白给你就对了。如果你真的要 excited， 真的是要去 plan。thế nên là nếu mà các anh chị lúc nào mà mất đi sự hướng dẫn, các anh chị phải vẽ lại kế hoạch kinh doanh, vẽ lại sơ đồ chiến lược. 你的新人进来要叫他画那个组织图。và bảo những cái người mà tuyến dưới của mình đến gặp bảo họ vẽ sơ đồ của họ ra. 如果你是 job percent， nếu mà chúng ta là 12%， 你要突破。chúng ta phải đột phá. 你没有那个 marketing plan。vì chúng ta chưa có cái kế, chưa hiểu về kế hoạch kinh doanh. 那个组织图。cái sơ đồ hệ thống của mình ấy。你不是真正在做。thì chúng ta chưa thực sự là làm ăn mồi nếu chưa vẽ được cái sân đồ của mình nha. Thì hiện tại không hoặc. Bây giờ mình không vẽ. Thì sau này mình sẽ hoặc. Sau này mình vẽ. Thì hai việc xảy ra. Hai việc xảy ra. Thì một. Thì sau này mình sẽ không hoặc, vì mình không còn ở đây nữa. Là mình sẽ không bao giờ vẽ nữa, bởi vì mình không còn ở trong môi trường ăn mồi nữa. Thứ hai, thì sau hoặc. Cái thứ hai khi mình muốn vẽ. Hoặc không lại là vì mình là hoàng quân đại diện, đoàn đội lớn lắm. Nhưng mà vẽ không nổi đâu, vì bây giờ mình đã là hoàng quân đại sứ, mình vẽ thì nó bị ảnh hưởng quá lớn. Cho về chi hoa. Nghĩa là về vẽ nhá. Ok. Được không ạ? Mình hoa thì sẽ có cảm giác. Khi mà mình vẽ mình sẽ có cảm xúc đấy. Cảm giác thêm vui đầu được nào. Cảm xúc thì không lừa được người khác. Tôi không thích hoa thì. Tôi không thích hoa. Bạn sẽ cảm nhận được đúng không ạ? Tôi kiêu ngạo, bạn sẽ cảm nhận được. Tôi kiêu ngạo, bạn cũng cảm nhận được đúng không ạ? 如果你不兴奋，你跟下线讲话，他也知道。nếu mà các bạn không hưng phấn, anh chị nói với tiếng dưới họ biết anh chị là không. 可能他不知道。có thể họ không biết。可能你的装，那个装啊，装的那个技术很高。có thể các bạn anh chị diễn rất là tốt。但是你没有懂穿透力。nhưng mà các anh chị sẽ không có sự thông suốt。你不能 touch 到他。các anh chị sẽ không chạm vào trái tim được của họ。你不能促使他。các anh chị không thể kích hoạt được họ。所以你太重要了。nên là các anh chị rất là quan trọng。所以给你们自己一个掌声。还�ành cho chính các anh chị một tràng tay thật lớn。第三就是人。và cái thứ ba đó chính là con người。当你前面这两个步骤做好的时候。khi mà hai cái bước đầu mình làm xong rồi ấy。人就会留下来。thì người sẽ ở lại。每个人兴奋。mỗi ai cũng hưng phấn。要环境非常好。nên là môi trường rất là quan trọng。那你就不用担心了。thì lúc đó chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa。那你的事业呢就在扩展。và chúng ta liên tục mở rộng thị trường của mình ra。而且那个时候你要看你的生意掉也没有什么机会掉。nên là lúc đó mà mình không có cơ hội để hệ thống của mình rớt đâu, đúng không? 所以呢，这里有个观念。ở đây có một cái khái niệm về sự theo sát。那个 ABU 还没加入安利之前。cái người ứng viên tiềm năng trước khi gia nhập thì đó chính là nói với họ về tương lai của Amway. Talk about the future of Amway. Nghĩa là chúng ta chia sẻ với họ về những cái giá trị tương lai của Amway. But 20% products. 20% về sản phẩm. That means 80% of the future of Amway, the freedom, the security, and then so on and so forth. But you must do product demo. Nên là 20% là minh họa sản phẩm và 80% chúng ta nói về giá trị của Amway, về sự nghiệp, về tương lai, về sự tưởng thưởng và tất cả những cái giá trị đó. And after APO coming to the Amway business, sau khi mà họ đã gia nhập Amway rồi, 80% of products, thì 80% chúng ta chia sẻ về sản phẩm. Thì rằng, when I sponsor a person, khi mà tôi bảo chồng người mới, I will ask him to come to my house. Tôi sẽ mời đến nhà tôi. I will help him with the together with the demo product. Và tôi sẽ làm cùng với họ demo sản phẩm rất là nhiều sản phẩm. But I never ask him to buy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ yêu cầu họ mua, tôi không bao giờ yêu cầu mua. I ask him to feel. Tôi bảo rằng họ cảm nhận. From simple product. Và từ những cái sản phẩm đơn giản. Like toothpaste. Chọn cái sản phẩm như Mister. Em đánh răng. Mister. Mister cleaner. Rồi là rửa dòng vệ sinh đúng không ạ? Đầy rửa. LOC, Distrop, Body Shampoo, sữa tắm, Honey Bar, rồi là, đây là bar soap, xăng dầu, làm đi xăng dầu, tạo bóng đúng không? Ở Việt Nam thì không có, tạo bóng của mình, xí phần, rồi bột giặt, nước giặt, sư phạm, làm minh họa đúng không? Tất cả những sư phạm hoàn sau khi làm minh họa tất cả những sản phẩm phía sau, hay là ta chiên rồi,
triển ở cao cơ chi đấy. Những cái sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam mình chưa nói. Ok, chứ không chứ trẻ. Sau hôm nay, tham quan sâu đó, tôi đã trả được cái tổng của mình chỉ có nảy được, nhưng dẫu và tôi sẽ đưa cho bạn cái catalog, tôi bảo bạn ấy là bạn thử lần xem là cái sau khi xem minh họa xong ấy cái nào là phù hợp với cái mình đang cần đấy. Mà lại try mình lựa một số sản phẩm thử cứ một tháng mãi lại không được rồi, và khi họ mua về thử dùng rồi ấy họ bị tin người mày nhất định họ sẽ biết bạn đúng không ạ, dùng hàng một cái chỉ số sản phẩm bởi vì là cùng với tôi làm minh họa mà hai chính tổng là đã hiểu về chất lượng rồi mà không có sống qua là chỉ có điều là mình chưa thành công thôi. Của thân mại người ta đang chỉ ví dụ. Nhưng mà khi mà họ mà mua về nhà họ từng dùng họ sẽ biết làm minh họa. Thật vô vô vô. Họ tức trốn mình đi làm, thế họ trốn đi làm. Bán hồ chi không cao sớm. Sau rồi cuối cùng nói với mình rằng là gì? Do sỏ quá. Còn thấy không anh chị thấy đấy thì không họ tức đi làm tức giấu mình đi làm. Sau về nói mình là em đã đi minh họa rồi. Thật cho tao là thật. Mai là sinh sản thì phát hiểu sinh sinh. Và khi mà họ bán được sản phẩm thì họ sẽ tự tin đúng không ạ? Con tao lấy tiền để chi ta phát sinh kinh và xem lại ít tiền tiền trẻ và họ kiếm được những cái doanh số kể cả là 3% hay rất nhỏ thôi nhưng họ có một chút tiền họ sẽ rất là hưng phấn. Tao bỏ cái số ăn đi được rồi. Khi mà tôi bắt đầu làm mà môi ấy, tôi thấy trong năm chỉ sử thôi mà đi vào luôn á. Tôi cũng chỉ kiếm được có mấy chục cái đồng ringgit của Malaysia thôi. Hân sinh phấn lắm. Tôi rất hưng phấn lên chứ. Không phải là cái tiền à? Không phải bởi hưng phấn vì cái số tiền. Chỉ chung là vì sinh phấn mà khán đạo chất lợi ấy khởi thôi. Mà tôi hưng phấn bởi vì tôi nhìn thấy công việc này có thể phát triển được hay như. Còn khán đạo nên xa sẽ phải tin tăng được rồi. Và khi mà tôi nhìn thấy tuyến dưới của mình có một tên là hàng. Tin là tình yêu kinh LOC tức là tiếm tiền cũng được hết sinh phấn. Mỗi người đã có một cái kem đánh răng của cái LOC tôi rất là hưng phấn hay như. Biểu hoa là gì? Đừng có bao giờ quên. Anh sư được sinh phấn sự nghiệp. Amway chính là một sự nghiệp của sự hưng phấn. Các anh chị có đồng ý không ạ? Đồng ý không? Có đồng ý không? Lúc của center thì chỉ cai hơi phương sinh cơn hoa nó có center chỉ tạo hình quan nào. Nếu mà chúng ta đi đến văn phòng mà hồi họp ấy mà cái văn phòng đấy không có tạo ra sự hưng phấn thì sớm một văn phòng đóng cửa. Center là bố về cho sinh nguy của cơ đến chỗ tạo là nó phải chạy sinh phấn cho nên chủ sở nó chịu là nhiều sinh phấn. Thế nên là năng lượng của một cái trung tâm ấy đó là bởi vì có mấy người làm được rồi làm kích hoạt tất cả những người còn lại. Anh muốn sang xin thì thôi cái center mới lên sinh phân đâu không? Nếu các anh chị không tin thì các anh chị cứ thử mở văn phòng không ấy không có ai không cần hết. Chứ đã được đảm bảo rồi. Sớm muộn thì cũng đóng cửa. Đúng không ạ? Ok. Hả? Gì nào? Xem cái chẳng sao. Ông. Nhi. Yêu. Chị. Endorse. Nhi. Đơn đình đạo này. Chúng ta phải thừa nhận lãnh đạo của mình. Họ làm được, họ sản xuất được sản phẩm. Công nhận họ mà họ làm được rồi họ bán được sản phẩm. Thì cái này chẳng khen, thì chưa thô tạo. Thì mình phải ngay lập tức công nhận họ. Đến là anh xem mình làm được. Đây chưa sự an đi được hay. Đó chính là việc chúng ta bắt đầu với em quay đấy. Biểu đáng ra mà. Biểu dương họ đúng không ạ? Suy đoán sinh trên sản phẩm. Tuy rằng là chỉ một sản phẩm thôi. Họ sản xuất rồi. Họ bán được rồi. Kiểu dương họ không nghe chứ là một cái gì cả. Có ta khai sinh à? Nhưng mà bên trong họ rất là vui. Bây giờ tôi định bảo là xưa xưa của xe xe tinh sử mộng hộ thế là mai đầu sáng thì hiểu tôi đâu cũng có cái gì tôi vui cũng không tạo. Nhưng mà có rất nhiều những lãnh đạo 12-15% mà tuyến dưới mua cái gì bán cái gì được cái gì cũng chẳng biết. Cho thăm là sư tạ sư, cũng sư tạo tạ sư. Thế nên là toàn những đạt đại sư đúng không ạ? Không biết những cái cục đá lớn đúng không ạ? Ok. Kiểu tôi không biết được đại sư. Đừng có làm những cái đại sư mà không biết gì. Sao mình phải rất là rõ ràng. Mình phải rất là rõ ràng. Hả? Thế mà. Đúng không ạ? Nhìn cái anh chị có vẻ rất là nghiêm túc. Ok, right. Hãy nói vậy. Tại chẳng. Ý vết sư xua. Thế sự thật không? Lĩnh đạo. Anh ý sự thật. Anh sư là lĩnh đạo sự nghiệp. Lĩnh đạo sự nghiệp sẽ nên cái gì làm cho nó? Và ngày lúc kiểu bác sĩ nói là Amway là một sự nghiệp của lãnh đạo. Và lãnh đạo là gì? Đó là chúng ta muốn thử nó. Nhìn thấy ý đơn lớn, lớn tập thắt của nó, thay cho trang phí. Amway là một sự nghiệp.
Thế và khi mà mình nhìn về lãnh đạo trong Amway thì chúng ta nghĩ về lãnh đạo như thế nào? Nghĩa là lãnh đạo của Amway không phải là chúng ta bảo người khác phải làm cái này làm cái kia. A leader is to lead. Mà chúng ta dẫn dắt họ. It's not to push. Chứ không phải thúc đẩy họ. Lead the way to the destination, right? Nghĩa là chúng ta dẫn dắt họ cho đến cái nơi đích điểm đến. You cannot push. Chứ không phải đẩy họ đến điểm đến. Rich, you will say you cannot bring any people successful. Và ngài Rich đã từng nói là bạn không thể nào làm cho một bất kỳ ai thành công được. You can only show them and lead them. Chúng ta chỉ có thể cho họ thấy và dẫn dắt họ mà thôi. And most of all, you must involve them. Và nhưng mà hầu hết là chúng ta lại can thiệp vào, đúng không ạ? Xem mình chẳng quan trọng. Okay, you have to help your downline to become a leader. The only way is to involve them. Khi mà chúng ta muốn biến họ trở thành lãnh đạo thì chúng ta phải cho họ tham dự vào. 你必须要敢于让他尝试。Và chúng ta phải dám cho họ thử thách, nghe họ thử sức. 不要怕他犯，不要让用怕他犯错。Đừng sợ họ mắc lỗi. 不用怕他不会做。Đừng sợ họ không biết làm. 肯定他。Hãy khẳng định họ. 再肯定他。Liên tục khẳng định họ. 你看他。Mr. Fu 啊，是我的介绍人。啊，ngài Fu OK là tuyển trên của tôi。为什么他是我介绍的？因为呢，推荐他推荐那同学，然后下来六七个都没做，变成我是他的直接线的，他全部都没做。Tại sao mà tôi trở thành F1 của ngài Fu OK？ Bởi vì là bảy tuyển trên của tôi ở giữa tôi với ngài Fu OK là phải đồng thắng đó。在两个月前，在上海有个大会，一万的人。Ờ, 2 tháng trước ở Thượng Hải có một cái cuộc đại hội 20.000 người á. Ta thường nói gì? Thì ngài Phu kia nói như này. Ta cho an đi. Thần đô là nhiều yêu bê chứ. Làm Amway cứ nhiều người nghĩ là phải có bối cảnh tốt này. Yêu khéo chèn. Phải có điều kiện này nọ này. Yêu khổ trái. Phải có tài ăn nói. Ờ, yêu khẩn nhân chi quan chi. Phải có mối quan hệ tốt. Ta sợ chinh thêm ta thôi. Ta sợ chinh thêm những người. Nhưng mà ngày hôm nay có một người. Thì sợ thay. 你说他有口才，他没口才。Ăn nói thì không giỏi。你说他有他又很内向。Lại còn rất nội tâm nữa。然后他又没条件。Lại không có điều kiện gì。啊，他又没有什么背景。Lại cũng không có cái bối cảnh tốt, gia đình tốt。他说他今天做了皇冠大使。Nhưng mà ngày hôm nay đã trở thành hoàng quan đại sứ của Hoàng Quân。他说那个叫做 Steven。Đó chính là ngài Steven Lee。谢谢你给我的掌声。真的感谢你，感谢多米掌声。如果你真的看到我过去做安利的时候，可能你不会做。Nhưng mà nếu mà các anh chị nhìn thấy tôi những gì quá khứ tôi đã từng trải qua của em, có thể các anh chị sẽ không làm. 我真的口才很不好的。Thực sự là tôi không biết nói ăn nói. 我又很内向。Và tôi lại rất là nội tâm. 但是我也没有条件的。Và tôi cũng không có điều kiện gì, gia cảnh cũng không có tốt。我的文化水平又不高，lại còn học không tốt không cao nữa， 背景环境又不好， gia đình thì nghèo， 但是为什么我做成功？ Nhưng mà tại sao tôi có thể thành công？ 因为呢，我只会讲故事。Bởi vì tôi chỉ biết kể chuyện。因为我很专注。Và tôi rất tập trung。没有条件就是傲不起来。Tôi không có điều kiện mà điều kiện tôi không tốt nên tôi cũng chẳng vinh được nha。没有人际。是没有被人影响，không có mối quan hệ nên không có ai lôi kéo tôi việc này việc kia. Cho tay an đi tay chịu ra chứ không đồng nó. Thế là tôi cứ ở trong các công việc của anh chủ tôi đi đâu đâu nên tôi hiểu. Có tự tin để chiến đi chỉ lại mà. Thế và từ đó tôi tự tin hơn, càng ngày càng tự tin hơn. Thủ trái của người chào mà. Tôi cũng biết nói cái gì. Tôi đang giảng câu chuyện, giảng kinh nghiệm à. Tôi cứ nói nhiều kể nhiều chuyện dần dần tôi lại biết nói cái gì. Bạn cho tôi giảng văn chương đâu mà, cái thần thì tôi sẽ là. Thì nếu mà các anh chị mà bảo tôi kể văn rồi là nói biết thơ rồi tôi chịu luôn. Tôi không xin. Tôi không làm được những việc đấy. Tôi chỉ giảng kinh nghiệm. Tôi chỉ nói kinh nghiệm bản thân mình thôi. Tôi giảng một cổ tích câu chuyện. Tôi kể chuyện chó của tôi. Tôi giảng một xe xe câu chuyện. Tôi kể chuyện tiến dưới của tôi. Tôi giảng một câu chuyện. Tôi kể chuyện của bản thân tôi. Tôi giảng sản phẩm. Tôi kể sản phẩm. Tôi giảng plan. Tôi kể kế hoạch. Bạn tin không tin tôi hôm nay nói với bạn đã hoàn. Các anh chị biết không, ngày hôm nay tôi nói với anh chị nói mãi cũng hết chuyện luôn.
不要太复杂。Đừng có nói quá phức tạp, chỉ cần đơn giản thôi. Chỉ đơn giản thôi. Cứ làm thật đơn giản, mà mong muốn thật đơn giản. Điều này cho là phức tạp. Các anh chị sẽ làm rất là đơn giản. Lãnh đạo 就是自动自发. Nghĩa là lãnh đạo nghĩa là phải tự mình làm, tự mình. 是当一个人要做的算自动自发. Nghĩa là khi mà người ta quyết định làm, người ta sẽ tự giác anh chị. 啊，以后有时间再跟你讲多点。Sau này có thời gian sẽ chia sẻ với anh chị sâu hơn đúng không? 然后呢，领导的这个原则。Và nguyên tắc của lãnh đạo. 我们之间领导人跟我们是配合的关系。Đầu tiên đó là cộng tác.所以作为一个领导人呢，你必须要有这个榜样，这个榜样做个榜样。Nghĩa là khi mà mình là lãnh đạo ấy, mình phải biết làm gương. 然后呢，伙伴要给予领导力量。Và nhà phân phối, chúng ta là nhà phân phối thì chúng ta phải chọn. 每个人扮演的角色不一样。Chúng ta sẽ làm rõ cái vị trí của mình là chúng ta sẽ phải làm. 成为一个领导人呢，必须要忠诚。Và khi mà mình muốn trở thành lãnh đạo, mình phải trung thành.要做做这个，就做那个。Đừng có làm cái này rồi đi làm cái kia rồi làm cái khác, làm rất nhiều thứ. 做做这个，你做什么 Bitcoin 什么 Coin？ 做 Bitcoin 做什么 Coin？ 做 Coin 做了很多东西嘛。谁会听你的？Ai nghe mình nữa, bởi vì mình không có trung thành. 因为有钱赚你就走。Bởi vì là cứ có tiền kiếm là mình đi làm. 不长久，你知道，你还叫人去做。Mình không những mà mình đi làm còn rủ người khác đi làm nữa. 你说你是人吗？Các anh chị có phải là người không？你是人，但是你不是领导人。Nếu mà chúng ta là người nhưng chúng ta không phải là lãnh đạo, nhưng mà lãnh đạo sẽ không làm như thế. 是做伙伴的话呢，你要配合你的领导。Còn nếu mà chúng ta đang là nhà phân phối, chúng ta phải phối hợp với lãnh đạo của mình. 所以我们是伙伴关系 partner. Nên là chúng ta là mối quan hệ công tác, đúng không? 然后呢，我们才能够产生那种啊一个好的 harmony， 这个我们才有那个 harmony。Khi mà chúng ta làm được công tác như vậy, cộng sự như vậy rồi, chúng ta mới tạo ra một môi trường gọi là hòa hợp. Thứ hai là đoàn kết. À, rồi đoàn kết. Sau đó đội nhóm của mình mới đoàn kết được. Và cuối cùng, chúng ta mới tạo ra được một môi trường rất là tốt. À, rồi hôm nay mình sẽ làm được tốt. Thì từ đó cái sự nghiệp kinh doanh của chúng ta mới phát triển được. Bạn biết gì là môi trường không?Các anh chị có biết cái gì gọi là môi trường không? Môi trường có thể thay đổi một người. Môi trường có thể thay đổi một người. Chị đồng ý không? Các anh chị có đồng ý không? Nếu mà mình tìm một người nhé. Anh chỉ cần thu thắng được. Cứ ngồi xong rồi nhổ đờm. Anh chỉ cần thu thắng được. Xong rồi ném giấy, ném rác. Ngoài hành trình được. Không thích sạch sẽ. Chị sẽ chọn cái người này cho tôi. Các anh chị cứ đưa cái người đấy cho tôi.Tôi đưa cái người này đến khách sạn 5-6 sao. Sao thì khan thói thu thẳng. Xem là họ có dám nhổ đơn không. Sao thì khan thói tiêu chuẩn mà. Xem có dám vứt giấy không. Phải hay là không? Có không? Không. Không. Nhưng bây giờ phải trình cao sâu thẳng. Bởi vì cái môi trường chính chế sự mỹ quan. Cho họ thấy rằng là sạch sẽ đó chính là mỹ quan của khách sạn. Ta tự là mới hay. Là tự họ sẽ yêu quý cái môi trường đấy và không làm bẩn nó.如果你是个领导人，那么赶紧让领导。你今天你给你的领导人力量，你配合他。那么mình là một nhà phân phối trong hệ thống của lãnh đạo của mình, mình hãy trao cho lãnh đạo của mình sức mạnh, mình phối hợp với lãnh đạo của mình. 那你的弟弟、你的 Emma、你的 Diamond， 如果他有个榜样，他忠诚，那你就两个结合就制造了这个环境。Thế mà mình có những cái lãnh đạo mà đang là Emerald là bạch kim.Thì họ là luôn là một tấm gương và trung thành của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo được môi trường. Và những người mới vào với cả văn phòng của anh chị, môi trường của anh chị họ sẽ ở lại. Thì nói như vậy có như vậy có tốt không anh chị? Tốt, cho anh chị một tràng dành cho anh chị một tràng này. Tôi nghĩ rằng là toàn thế giới when you talk about leadership, you know, in the whole world they recognize leadership is by example.Nên là khi mà chúng ta nói đến lãnh đạo ấy, trên toàn thế giới thì bao giờ cũng nhắc đến lãnh đạo là sự làm gương. Rich Voss make a statement. He says, nobody cares how much you know. 没人知
没人管你懂得多少。 Nghĩa là ngài Nicodemus có một câu nói đó là không ai quan tâm đến bạn biết bao nhiêu. Nobody cares how much you know until they know how much you care. Cho đến tận khi mà họ biết rằng bạn quan tâm bao nhiêu. So how much you know, people don't care. Nên là các anh chị biết bao nhiêu người ta không quan tâm đâu anh. They only care. They only know. They only care how much you care for them. Họ chỉ biết khi mà các anh chị quan tâm đến họ bao nhiêu thôi, nhiều hay ít. So MA is a leadership business, my dear friends. Thế nên là Amway chính là một sự nghiệp của lãnh đạo, đúng không? Whether we can build a very good strong market or our organization or your meeting center meeting is depend rely on you and me, every one of us. Thế nên là chúng ta muốn xây dựng một công việc kinh doanh, một sự nghiệp, một văn phòng thật là lớn mạnh, hệ thống của mình lớn mạnh, hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta và những con người trong cái hệ thống đó, đúng không? So many people say, you know, my business stand. Và rất nhiều người nói là công việc kinh doanh của tôi thì dừng lại. How to build? Làm thế nào? How to build the barrier? Làm thế nào tôi có thể vượt qua được những cái trở ngại biên giới đó? How to build through? Làm thế nào để vượt qua được giới hạn? There's a checklist. Có một cái danh sách cái gì? Number one. Số một đi. Are you active enough? Are you productive enough? Đó là số một, là các anh chị có năng động không? Bao nhiêu các anh chị năng động bao nhiêu? Are you working hard enough? Thì câu đủ đi được mà. Các anh chị nỗ lực đủ chưa? Or are you sitting down there to wait? Các anh chị đã nỗ lực chưa hay chúng ta đang ngồi chờ? Say yes, I'm very productive, I'm working very hard. À, các anh chị nói rằng vâng, em rất là nỗ lực, em rất làm việc rất là chăm chỉ. Second step, you have to check. Bước thứ hai chúng ta cần phải kiểm tra xem. Is your perception correct? Đó là cái quan niệm của chúng ta là đúng chưa? Is your method correct? Và phương pháp là đúng chưa? Is it the method we can teach you? Nghĩa là cái phương pháp tôi có thể告诉你. Phương pháp tôi có thể dạy anh chị. Kỹ thuật là do mình tích lũy. Kỹ nghĩa là cái kỹ xảo, cái sự thuần thục là do mình tự tích lũy. Quan niệm của mình có thể chỉ điểm này. Nghĩa là quan niệm thì tôi có thể chỉnh sửa, chúng ta có thể chỉnh sửa giúp họ. Nhưng mà nên ý tứ, lý niệm, cái cái so với cái thái độ mình phải tự điều chỉnh. Thế nhưng mà thái độ của mình thì mình phải tự điều chỉnh. Rồi cuối cùng. Cái cuối cùng á. Ví dụ của tôi quan niệm rất là. Mình nói rằng là quan niệm của mình rất tốt. Thì trưởng thành rồi mà. Thì xem là chúng ta đã phát triển chưa, có tăng trưởng không? Mình có thể tăng cái lãnh đạo trách nhiệm. Các anh chị đã gánh vác cái trách nhiệm của lãnh đạo chưa? Vì họ organize meeting à, xào meeting à. Có hội họp của đội nhóm không? Vì họ làm để trưởng thành à. Phải giúp người khác tăng trưởng. Trưởng thành mới là duy nhất để thủ phó cái phương pháp. Tăng trưởng là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể đột phá hay không? Đang sư một chia một chi chế một cái chia sau. Chối tuyến trên của tôi là một năm liên tục người giới thiệu tôi một năm. Quán sau mới được tin tưởng. Buổi tối tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái câu chuyện này. Hôm nay anh em cũng chia sẻ trưởng thành được rất khoái. Nhưng mà sau một năm mà tôi gặp lại thì tôi thấy cái anh bạn ấy tăng trưởng rất là nhiều. Phát triển. Chính vì anh ấy trưởng thành. Chính vì tôi nhìn thấy anh ấy khác biệt, thay đổi rất nhiều nên tôi đã bị kích thích. Do chính thay những cái anh ấy. Thì tôi đã kích hoạt tôi là tôi tò mò xem Amway rốt cuộc là môi trường như thế nào mà anh lại thay đổi như vậy sau một năm. Tôi đã xem xong rồi, tôi quyết định phải thử. Sau khi mà tôi đến môi trường thì tôi tìm hiểu Amway thì tôi quyết định thử xem. Tôi đã thử xong rồi, hiện tại thì tôi sẽ có. Thế và lúc đó thử bây giờ vẫn còn đang ở đây. Tôi đã thử rồi. Nên là ở đây đấy. Tôi chúc các gia. Tôi chúc tất cả các anh chị. Trong anh chị cái sự nghiệp. Trong sự nghiệp Amway á. Gia mê của mình. Là chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa. Việt Nam cái thị trường. Thị trường Việt Nam. Cùng Trung Quốc cái thị trường một mô hình. Giống hệt như thị trường Trung Quốc. Đi gặp rất nhiều thách thức. Gặp rất nhiều thách thức khác nhau. Nhưng mà, hiện Trung Quốc thị trường vẫn ổn định. Nhưng mà bây giờ thị trường Trung Quốc đang phát triển rất là mạnh mẽ. Tôi thấy cái hình thức là tuyệt vời. Và tôi thấy đây chính là một cái dấu hiệu rất là tốt để chúng ta thấy. Toàn thế giới Alice đang trưởng thành. Tất cả các thị trường Amway trên toàn cầu đều đang tăng trưởng. Tôi tin tưởng tương lai của cái Alice thị trường tại cái Việt Nam. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng thị trường Amway tại Việt Nam á, trong những năm tới sẽ phát triển một cách vượt bậc. Nó sẽ trở thành top trong
châu Á. Bởi vì là người Việt Nam rất là lương thiện. Và người Việt Nam tôi thấy rất là chăm chỉ. Và hơn nữa kinh tế Việt Nam, đất nước Việt Nam đang liên tục phát triển. Và tương lai của đất nước Việt Nam phát triển rất là mạnh mẽ. Đây là một thị trường rất là tiềm năng. Nếu mà tôi là anh chị, tôi sẽ nhanh chóng để xây dựng hệ thống kinh doanh của mình. Câu chuyện này trong tương lai, vị trí này chính là anh chị đứng ở đây. Các anh chị chính là những người chính của tương lai. Cảm ơn các anh chị.